vì để trả thù cho gia đình mình, chàng trai này không màng tất cả. Thậm chí anh còn hy sinh người con gái mình yêu nhất để đạt được mục đích, chấp nhận đi tò thay con nhà tài phiệt để có được một chỗ đứng trong nhà họ. Nam chính Piju bắt đầu lên kế hoạch trả thù người đã khiến mình thành ra như thế này. Thoát cái đã 20 năm trôi qua, Piju giờ là luật sư riêng của tập đoàn Giang. Nhờ sự thông minh lanh lẹ của mình, anh đã lấy được lòng tin của tất cả mọi người. Bujon là cháu trai duy nhất của chủ tịch Giang. Anh phải lòng Seowon, một cô gái bình thường có vẻ bề ngoài xinh đẹp rạng ngời. Vì thân phận của mình nên Bujon chỉ có thể hẹn hò lén lút với cô gái. Hai người có một cuộc hẹn bí mật tại thư viện nơi Seowon làm việc. Bujon ép Seowon vào tường vì cũng thích nên cô không hề tránh né. Cái thư viện siêu to khổng lồ này chính là của nhà Bujon. Bujon lén nhét số điện thoại của mình vào tay của Seowon. Hai người ăn vụng nhưng không biết mình đã bị Piju bắt gặp. Piju là cấp dưới thân cận của Bujon. Anh lên kế hoạch rất kỹ càng mới có thể được tới ngày hôm nay. Tất cả là vì muốn báo thù cho nhà của mình. Chủ tịch Giang sau khi biết được việc hồ đồ cháu trai mình làm, ông ra lệnh cho cách chức anh ta ngay lập tức. Mẹ của Bujon bị ép không còn cách nào khác, chỉ đành bàn bạc kế sách với người mình tin tưởng nhất là Piju. Mà bà ta không biết Bujon cũng chỉ là công cụ của Piju mà thôi. Piju gợi ý nếu muốn con trai bà giữ được chức chỉ còn cách nhờ nhà vợ. Mà trùng hợp ở thời điểm hiện tại con gái của nghị viên Na cũng đã tới tuổi cập kê. Bujon nghe được như vậy thì kịch liệt phản đối. Vì dù sao anh cũng có người trong lòng rồi. Hơn nữa cô gái đó không phải xấu nhưng đã quá tuổi. Bujon đời nào kết hôn với một người già nua như vậy chứ. Người yêu hiện tại của anh là một cô em xinh tươi ngon nghẻ, anh ngu gì. Ông chủ tịch lần này quyết định chơi lớn. Ông thông báo với con dâu nếu như không thể quản chuyện của con trai, chi bằng hai mẹ con họ dọn ra chỗ khác sống đi. Hai mẹ con sắp phải ra đường sống khiến Bujon lo lắng. Giờ anh mới biết tầm quan trọng của việc nghe lời người lớn là như nào. Anh đã giác ngộ và muốn làm quen với Mo Hyun rồi. Rõ ràng âm mưu của Piju đã được như ước nguyện. Nhưng đừng có tưởng Mo Hyun là người dễ theo đuổi nhé. Bao nhiêu mối ngon Mo Hyun đều thẳng thừng từ chối. Dù có năn nỉ thế nào đi chăng nữa cô ấy cũng không chịu đi xem mắt. Người thấp kém quá cũng không thích. Mà bạn của bố vì quá giàu nên Mo Hyun cũng chê luôn. Đã ngoài 30 rồi nhưng hàng đêm Mo Hyun vẫn ngủ một mình. Ai cũng nghĩ rằng Mo Hyun làm vậy chẳng qua là vì muốn tỏ ra thanh cao mà thôi. Piju thông qua vài ngày theo dõi phát hiện, cô gái tên Mo Hyun này căn bản chưa quên mối tình đầu. Nếu muốn tác hợp cho Bujon nhất định phải tạo ra một cuộc gặp gỡ lãng mạn. Bujon trà trộn vào nhóm người cùng cô ấy tham gia đội tình nguyện bảo vệ chim. Thấy thời cơ đã tới, Piju trốn bên cạnh lập tức giơ súng lên bắn vào đàn chim. Mo Hyun vốn là người yêu động vật, thấy thế thì không quản nguy hiểm lao thẳng xuống ao nhặt chú chim lên. Piju lập tức ra lệnh cho Bujon lao xuống sông. Bujon dễ dàng chiếm trọn được thiện cảm của cô gái này, muốn có được trái tim của cô gái lương thiện. Cho dù có diễn cũng phải làm ra vẻ cực kỳ đồng tình với đối phương. Biểu hiện của Bujon thành công có được thiện cảm của Mo Hyun. Hai người còn đưa chú chim này tới gặp bác sĩ thú y. Nhưng Mo Hyun nhìn thấy quần của Bujon đã ướt sũng, thế là liền lấy áo của mình khoác lên cho cậu ta. Bujon vẫn còn quá ngây thơ tưởng rằng lần này đã đánh cắp được trái tim Mo Hyun. Piju cũng nhân cơ hội kéo cậu ta về thực tại. Đối phó với những người con gái như này tuyệt đối phải làm theo kiểu lạt mềm buộc chặt. Hai người phải nhanh chóng nghĩ cách tạo ra buổi gặp mặt tiếp theo mới được. Chuyện cô gái này đã xong, người tiếp theo phải xử lý là Seowon. Rất nhanh Seowon cũng đã nhận được thông báo cho nghỉ việc. Bởi vì chuyện tình cảm của mình mà cô được phân công sang Trung Quốc làm việc. Cô cảm thấy vô cùng ấm ức nhưng chẳng thể nào gọi được cho bạn trai. Bạn trai bù nhìn cũng chẳng giúp được gì cho bạn gái của mình. Piju theo yêu cầu của Seowon gọi điện cho Bujon, nhưng anh ta lại giả vờ như không quen biết cô là ai cả. John Seowon, tôi không quen cô ta. Sự lạnh nhạt này của anh đã khiến trái tim Seowon tan nát, nhưng anh cũng lực bất tòng tâm rồi. Giờ mà không nghe theo lời Piju thì hai mẹ con anh chỉ còn nước ra đường ở mà thôi. Một hôn ước giả đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Không riêng gì Mo Hyun, ngay cả nghị viên Na cũng không dám chắc về tình cảm của Bujon. Ông sợ anh thay lòng đổi dạ khiến con gái mình đau lòng. Duy chỉ có Piju một mực khẳng định mọi thứ sẽ chuyển biến theo cách mà anh muốn. Sau khi nói chuyện xong với nghị viên Na, Piju đến tìm Mo Hyun xem cô đang ở đâu. Không ngờ lúc này cô đang bị hai thằng nhãi danh trêu đùa. Piju vì là đàn ông nên không thể nào dương mắt đứng nhìn như vậy được. Anh dạy dỗ cho đám côn đồ một bài học. Mo Hyun lúc này cũng không còn tỉnh táo nữa rồi. Cô cứ tưởng chàng trai trước mặt mình này là người quen nên đã dựa vào. Piju ân cần cõng cô gái này về nhà. Vừa hạ Mo Hyun xuống, cô đã không đứng vững mà ngồi bên cạnh anh, nhìn người con gái trong lòng mình nay đã ngồi trước mặt. Piju ước gì mình có thể vuốt ve khuôn mặt ấy. Anh đã sai với cô quá nhiều, liệu hai người có thể quay lại như xưa không? Đương nhiên là không, cuối cùng vẫn âm thầm rời đi. Sau khi trở về nhà nhìn lại những tấm ảnh của Mo Hyun hồi nhỏ, hóa ra cô ấy là thanh mai trúc mã lớn lên cùng anh. Mười mấy năm trước sau khi bố mẹ qua đời, Piju cũng chán đời mà nhảy xuống sông. Rất may là có một cô gái tốt bụng trông thấy và cứu anh lên. Cô gái đó chính là Mo Hyun khi còn trẻ. Nếu không phải cô ấy hô hấp nhân tạo kịp thời, nếu như không có cái tát ngày ấy của cô, có lẽ anh đã không thể sống đến bây giờ. Để nịnh nọt thiếu gia tài phiệt, Piju không tiếc đẩy tình đầu của mình vào kế hoạch báo thù.
chỉ vì cô ấy là con gái của nghị viên quốc hội tác hợp cho thiếu gia Bù Nhìn để ông ấy lên làm thị trưởng. Còn bản thân anh cũng thuận lợi kiểm soát sự nghiệp gia tộc. Sau khi giới thiệu các thói quen của Mo Hyun xong, Bi-ju lại tiếp tục tạo cuộc gặp gỡ thứ hai cho bọn họ. Mo Hyun vừa đi tới cửa quán cà phê vô cùng vui vẻ vì gặp lại được cậu thanh niên lần trước cùng cứu con chim với mình. Trùng hợp thế nhỉ, đúng vậy, trùng hợp quần què. Người ta sớm đã điều tra hết họ hàng hang hốc nhà cô rồi đấy. Hơn 10 năm trôi qua, Mo Hyun đã không còn nhận ra Bi-ju chính là tình đầu của mình. Hai người thay đổi tên họ bắt đầu giới thiệu. Điều này lại khiến trái tim Mo Hyun vô cùng kích động, muốn quay về lấy chiếc mũ mang trả lại Bu-chon. Mặc dù rất vội nhưng vẫn không quên kể cho bố mẹ về duyên phận thần kỳ này. Người bố biết rõ Bi-ju lừa con gái mình vào màn kịch này, nhưng tình cảm của Mo Hyun cũng bắt đầu từ đây. Vốn dĩ mọi người cũng không còn trẻ nữa, không cần giấu giếm tình cảm của mình dành cho đối phương. Bu-chon học thuộc đống lời thoại xến xúa mà Bi-ju đưa cho mình. Tuy nhiên khi thấy Mo Hyun nói rằng mình có thiện cảm với Bu-chon, Bi-ju không ở lại nữa mà về nhà đi ngủ luôn, còn uống hết cả một chai rượu. Bu-chon trở về căn bản không hiểu vì sao Bi-ju lại đau lòng như vậy. Anh lên giường nằm nhìn Bi-ju chằm chằm. Hóa ra cậu ta muốn chia sẻ cảm giác hôn môi Mo Hyun, còn bảo mình đã đem lòng yêu cô gái đặc biệt đó. Bu-chon không nói dối, Mo Hyun lúc này cũng đang nhớ lại cảm giác vừa rồi. Hai người rõ ràng đã dính vào vòng xoáy tình yêu. Mo Hyun cũng chủ động một cách lạ thường rủ Bu-chon đi leo núi cùng mình. Hai người cười nói vui vẻ, hoàn toàn không phát hiện ra Bi-ju và bố Mo Hyun cũng đang âm mưu lợi dụng cặp tình nhân này để đạt được mục đích. Đối với hai kẻ đang chìm trong biển tình này mà nói, lúc này không có chuyện gì quan trọng hơn việc yêu đương. Chủ tịch biết tin cháu trai và con gái nghị viên đang qua lại, ngày lấy được đất xây dựng không còn xa, thế là đồng ý trả lại vị trí đại diện công ty cho cậu ấy. Bu-chon vừa có tình yêu vừa đạt được sự nghiệp chỉ khổ bạn gái cũ của cậu ta. Seo-won vẫn đang cố gắng gọi điện mặc dù không ai nghe máy. Cô ấy trở về Hàn Quốc không có tiền cũng không có việc hơn nữa, còn có em bé trong bụng. Seo-won không thể tha thứ cho kẻ phụ bạc Bu-chon. Quả nhiên khi hai người họ ra công viên hẹn hò, mặc dù máy quay không quay rõ khuôn mặt, nhưng bóng dáng này nhất định là Seo-won, cô ấy chỉ đứng nhìn từ xa. Bởi vì bây giờ vẫn chưa phải lúc xuất hiện. Còn Bi-ju ở bên này cũng rất đam mê nghe lén cuộc nói chuyện của hai người. Bởi vì Bu-chon vẫn đang đóng vai là bản thân anh lúc trước, đến cả sở thích cũng không khác tí gì. Quan trọng hơn là thằng nhãi này còn khoe khoang tối nay tôi sẽ làm thịt Mo Hyun. Bi-ju hối hận rồi, trời vừa sập tối anh ấy đã âm thầm đưa sự thật cho cô. Khi Mo Hyun mở đống văn kiện ra xem, bên trong chính là sơ yếu lý lịch của Bi-ju và Bu-chon. Lúc này mới biết bọn họ hoán đổi thân phận. Rõ ràng là phú nhị đại mà lại cải trang thành nhân viên. Mo Hyun vốn ghét tài phiệt Hàn Quốc không thể chấp nhận nổi. Bi-ju sợ cô ấy sau khi biết sự thật sẽ đau lòng, thế là đi theo cô ấy tới trạm xe buýt. Vốn định qua đó giải thích và nói ra thân phận thật sự của mình. Nhưng Mo Hyun không hề cho anh cơ hội làm vậy, tất cả đều bị phá hỏng. Còn chưa ổn định lại cảm xúc, anh em trong gia tộc lại xảy ra cãi vã vì chức quyền. Bu-chon vốn dĩ là một người không có chính kiến, mọi việc lớn bé gì đều phải hỏi ý kiến. Bi-ju vốn tưởng sau khi kết hôn với Mo Hyun sẽ đối phó được với hai thiếu gia. Ai ngờ Bi-ju lại đưa cho cậu ta thông tin kinh thiên động địa. Giờ không nhờ vả được con gái nghị viên, đường đường là thiếu gia tài phiệt vậy mà lại bị đá, đúng là mất mặt. Bu-chon muốn nhảy xuống nhưng lại sợ độ cao. Muốn nhận được sự tha thứ của Mo Hyun mà không có sự giúp đỡ của Bi-ju thì không thể. Rõ ràng Bi-ju cũng không giúp nữa bởi vì anh ấy quyết định theo đuổi lại tình đầu. Thế là âm thầm tới chỗ Mo Hyun đang tập lặn chăm chú nhìn ngắm đến mức quên trốn đi. Cuối cùng Mo Hyun vẫn phát hiện ra anh ta hại cô ấy phải uống một đống nước. Bi-ju thấy vậy vội vàng chạy lên trên, anh theo dõi tôi à? Sáng nay sau khi nhìn thấy cô nên lo lắng vì thế mới theo qua đây. Anh ấy không nói ra tên hồi nhỏ của mình. Lời giải thích này rõ ràng khiến Mo Hyun càng chán ghét. Bu-chon đi theo cũng tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người. Bi-ju vừa về đến cổng đã bị ăn hành ngập mồm. Rõ ràng là Bi-ju động lòng vậy mà còn giảo biện là giúp cậu ta theo đuổi Mo Hyun. Tình cảm và sự nghiệp đều hóa thành mây khói. Bu-chon không nhịn được nói hết nỗi lòng của mình với mẹ. Không thể chịu nổi Bi-ju cũng thích Mo Hyun, tỉnh táo lên đi, cuộc hôn nhân này cực kỳ quan trọng. Cho dù hắn ta ngủ với Mo Hyun, con cũng bắt buộc phải kết hôn với cô ấy. Bà mẹ vốn dĩ cũng chẳng tốt đẹp gì, quyết định giúp con trai hoàn thành hôn sự với con gái nghị viên. Biết Bi-ju sắp đi tới bờ sông gặp Mo Hyun, bà ta lập tức lái xe bám theo. Khi hai người sắp lại gần, phu nhân không biết từ bụi cỏ nào xuất hiện, vừa đi tới đã cho Bi-ju cái bạt tai, bảo anh đừng quên bản thân đã làm thế nào để trưởng thành. Điều này cũng vô tình đánh thức ký ức của Bi-ju. Anh nằm vùng trong gia tộc này mười mấy năm, mục đích là báo thù cho bố mẹ. Vậy thì phải giúp đỡ Bu-chon níu kéo Mo Hyun thôi. Người con gái tên Mo Hyun cảm thấy tình cảm của mình bị lừa gạt, bởi vì cô ấy vốn dĩ cực kỳ ghét tài phiệt Hàn Quốc. Khi bạn trai gọi điện tới, cô trực tiếp chặn số điện thoại này. Nhưng Bu-chon thân là thiếu gia tài phiệt, cậu ta không cam tâm bỏ lỡ mất con gái nghị viên. Thế là liền bàn bạc với luật sư cách để níu kéo cô ấy. Không có Bi-ju giúp đỡ quả nhiên không xong, bởi vì anh ấy đã bắt đầu theo dõi Mo Hyun một năm trước. Vì thế hoàn toàn hiểu rõ người con gái này muốn cô ấy yêu thiếu gia tài phiệt. Từ đó đạt được mục đích khống chế cả gia tộc, không chỉ thu thập tất cả cuộc nói chuyện thường ngày, mà còn liên tục chụp những bức hình đời thường của cô ấy. Mỗi lần Mo Hyun xuất hiện dường như đều có bóng dáng Bi-ju theo sau.
Thỉnh thoảng thấy cô bị bắt nạt, anh cũng không do dự ra tay giúp đỡ, âm thầm bảo vệ cô ấy. Lâu dần, Piju phát hiện mình đã vô tình phải lòng cô gái lạc quan thích cười này rồi. Nhưng anh cũng không buông bỏ được mối thù mà chủ tịch gây ra cho bố mẹ mình. Bây giờ Buchon lại đau khổ tới cầu xin. Piju trực tiếp đưa hết đống ảnh mình thu thập được cho cậu ta, bảo Buchon cải trang thành mình lần nữa kèm theo bức thư gửi Mo Hyun. Mo Hyun vốn dĩ vẫn chưa quên được bạn trai quyền album này chính là cơ hội để làm lành. Mo Hyun thân yêu, mất đi em khiến anh đau đớn tột cùng. Lần đầu tiên gặp mặt anh đã trúng tiếng sét ái tình với em. Luật sư của anh tìm hiểu và biết được em không thích gia đình tài phiệt. Vì thế khi gặp em, bọn anh đã hoán đổi thân phận. Em có nhớ buổi tối hôm uống rượu say không? Anh nhìn thấy hai tên côn đồ muốn động tay động chân người cõng em về nhà hôm đó là anh. Lời giải thích này đủ để khiến Mo Hyun cảm động rớt nước mắt. Đương nhiên sẽ lựa chọn tha thứ cho hành động của bạn trai. Thế là lập tức chạy tới quán cà phê hai người hay hẹn hò, nhưng nơi này sớm đã đóng cửa. Buchon nhận được điện thoại Mo Hyun đột nhiên gọi đến. Vui mừng vì cô gái này cuối cùng cũng trúng bẫy, cậu ta bảo Piju tim mình đang đập rất nhanh. Vừa xuống xe đã chạy vội tới chỗ Mo Hyun. Còn chưa đợi cô ấy nói gì, cậu ta đã trực tiếp hôn lấy cô. Vì báo thù mà từ bỏ người yêu, nội tâm Piju lúc này cũng hoàn toàn sụp đổ. Anh quyết định đốt hết những bức hình của Mo Hyun đi. Mười mấy năm thay tên đổi họ, còn phẫu thuật thẩm mỹ, tác thành cho hôn sự của tình đầu và Buchon. Nhưng điều này cũng khiến con đường trả thù tiến thêm một bước. Ngày hôm sau, Mo Hyun vui vẻ tới gặp mẹ chồng tương lai. Bà ta sớm đã ký kết hợp đồng hôn nhân với bố của cô, vì thế còn làm khó con dâu sắp được gả vào nhà. Bảo rằng sau khi kết hôn, Mo Hyun quyết định chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến bà ấy. Lần đầu tiên Mo Hyun cảm nhận được sự đáng sợ của mẹ chồng tài phiệt. Những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười thật tươi. Tuy nhiên phu nhân trực tiếp trách mắng đừng có suốt ngày cười như thế. Cười nhiều trông rất rẻ tiền, con sắp là thành viên của gia tộc. Gia tộc như này thà không bước vào còn hơn. Nhưng Mo Hyun vẫn nghĩ mình sắp gả cho tình yêu. Không ngờ cả gia tộc này đều đang dòng ngó thân phận nghị viên của bố cô. Chủ tịch muốn nhanh chóng có được mảnh đất xây dựng, vì vậy không phản đối gì về cặp đôi này. Trực tiếp tuyên bố sẽ tổ chức cho họ hôn lễ thật long trọng. Mo Hyun cảm thấy nhanh quá nhưng không dám lên tiếng. Buchon vì để phối hợp với gia đình nhanh chóng hoàn thành cuộc hôn nhân lợi ích, chủ động đề nghị tới gặp mẹ vợ tương lai. Mẹ Mo Hyun vừa nhìn đã thấy chàng thiếu gia này quá đào hoa. Vì thế yêu cầu cậu ấy thề ngay tại chỗ cả đời này chỉ được yêu một mình con gái bà thôi. Buchon không suy nghĩ nhiều lập tức đảm bảo chuyện này. Nhưng tốc độ vả mặt quả thực đến quá nhanh. Hôm nay Buchon chuẩn bị tuyên bố với báo chí việc mình sắp kết hôn. Khi một nữ nhân viên đang trang điểm, cậu ta bỗng cảm nhận được sự quen thuộc. Buchon sững sờ, đây không phải bạn gái cũ Seo Won sao? Lúc này trùng hợp Mo Hyun cũng xuất hiện, Seo Won ngắm chuẩn cơ hội nhanh chóng lại gần. Xin chào hả? À vâng, chỉ với câu chào hỏi đơn giản đủ để khiến Buchon cảm thấy hoảng hốt. Một người là con gái nghị viên không dễ gì mới theo đuổi được. Người kia lại là bạn gái cũ đang mang thai, cậu ta không muốn bỏ lỡ ai cả. Vốn định tuyên bố thông tin kết hôn với Mo Hyun cuối cùng vẫn không nói ra được. Sau khi kết thúc phỏng vấn, Mo Hyun không những không trách cậu ta, ngược lại còn thả tim cho bài diễn thuyết vừa rồi. Chỉ là khi Buchon nhìn thấy bóng lưng Seo Won rời đi lập tức kiếm cớ đuổi theo. Cũng ép cô ấy vào tường giống như lần đầu gặp gỡ, rốt cuộc em muốn làm gì? Tốt nhất anh đừng nổi giận sẽ dọa tới thiên thần nhỏ của chúng ta đó, dọa ai cơ? Chẳng phải lần đầu tiên gặp em anh nói là anh đã nghĩ xong tên con rồi hay sao chứ? Buchon vốn định nói rằng lúc đó chỉ là lời nói đùa thôi. Không ngờ chính lúc này Mo Hyun cũng đi tới, cậu ta muốn ngăn hai người bạn gái gặp nhau. Nhưng người ta muốn đi vệ sinh, đàn ông không thể theo vào cùng được. Cuối cùng hai người phụ nữ vẫn đi vào với nhau. Seo Won giả vờ liên hệ với bác sĩ khoa sản, cố nói to đủ để Mo Hyun biết việc cô ấy đang mang thai. Hơn nữa còn cố ý làm rơi sổ ghi chép dưới đất. Khi nhìn thấy tên đứa bé, Mo Hyun cũng định đặt tên cho con mình sau này như vậy. Thật là trùng hợp, vốn dĩ tưởng có thể nhìn thấy màn kịch vạch trần cha nam. Không ngờ Seo Won vẫn quyết định che giấu sự thật. Chỉ là còn chưa kịp ra ngoài đã ngất ngay tại chỗ. Mo Hyun đương nhiên bị dọa sợ lập tức gọi bạn trai vào giúp đỡ. Buchon vội vàng cõng cô ấy chạy tới bệnh viện. Seo Won mồ hôi đầm đìa, chắc chắn không phải đang giả bộ. Bác sĩ xác nhận cô ấy bị ngất xỉu vì áp lực quá lớn, may mà đứa bé vẫn bình an vô sự. Cô ấy muốn đích thân cảm ơn thiếu gia. Seo Won bây giờ hoàn toàn không còn tự tin như lúc trước. Mục đích thật sự muốn gặp Buchon là cô ấy muốn được nắm lấy tay của bố đứa trẻ. Mo Hyun bên cạnh không hề nhận ra điều gì bất thường, chỉ giục bạn trai mau chóng đi gặp phụ huynh, trong lòng cậu ta lúc này đang giằng xé. Bởi vì Jun Seo-un thật sự quá đáng thương, nhưng thân là luật sư Piju không cho phép Buchon phá hỏng hôn sự này. Khi Seo Won vừa quay trở lại phòng, tiếng đập cửa khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cánh cửa kiên cố nhanh chóng bị phá hỏng, hóa ra là Piju đã phái người phá khóa tới. Nhìn người đàn ông từng ép mình, Seo Won cực kỳ hoảng sợ. Còn Piju vẫn giả bộ tốt bụng bảo cô ấy rời khỏi đây. Anh đã sắp xếp bệnh viện tốt nhất ở Trung Quốc cho cô sinh đứa bé. Seo Won không cam tâm bị đuổi đi như vậy. Cô muốn tên cha nam mỗi ngày đều phải sống trong sợ hãi. Nếu cuối cùng hắn vẫn chối bỏ sự tồn tại của mình, cô ấy sẽ trực tiếp tới tìm bà nội đứa bé. Câu nói này hoàn toàn chọc giận Piju. Nghe cho kỹ đây, đồ phiền phức đừng bám giết như âm hồn bất tán thế. Mau đi Trung Quốc sinh đứa trẻ đi, nuôi dưỡng nó trong im lặng. Nghe hiểu rồi thì mau chóng nghe theo hiệu lệnh đi, rõ chưa? Đối diện với người đàn ông bị thù hận làm mờ lý trí, một cô gái yếu đuối không thể phản kháng.
lời cảnh cáo của Piju một phần cũng vì tốt cho cô ấy. Nếu bước vào cuộc đấu đá của gia tộc tài phiệt ắt hẳn sẽ liên lụy tới đứa trẻ. Bởi vì nhiều năm trước anh cũng từng bị vứt bỏ như vậy. Seowon cũng chỉ là kẻ bị hại vô tội. Piju để lại một chiếc túi đầy tiền trước cửa, hơn nữa đây còn là số tiền mà anh ấy tự mình bỏ ra. Trợ lý lo lắng Seowon sẽ mặt dày không biết đủ. Nhưng Piju nói rằng chỉ cần không về nước thì sẽ trợ cấp liên tục. Dù sao sản nghiệp của gia tộc sớm muộn gì cũng thuộc về anh. Tuy nhiên vừa về tới nhà đã bị Buchon chặn trước cửa. Còn chưa kịp nói gì, Piju đã mở miệng dặn dò cậu ta. Nếu muốn đứng vững trong cái nhà này nhất định phải quên đi người con gái tên Seowon. Trong lòng Buchon đang rất hỗn loạn. Bảo anh ấy tạm thời đừng công khai tin tức kết hôn của mình. Ai ngờ ngay hôm sau ảnh hai người hẹn hò đã bị phát tán lên mạng. Đây cũng là chuyện tốt mà Piju dặn trợ lý làm. Seowon hết động lực đã định thu dọn hành lý tới Trung Quốc. Nhưng đột nhiên đọc được cái bình luận trên mạng. Thiếu gia tài phiệt kết hôn với con gái nghị viên chỉ vì lợi ích gia tộc. Vì thế đoán chắc rằng Buchon có nỗi khổ riêng, cô ấy quyết định sẽ không rời đi nữa. Ngay cả túi tiền cũng đem trả lại cho Piju. Tuy nhiên Buchon bên này tức giận chửi mắng Piju giở trò sau lưng mình. Không ngờ đây lại là ý của chủ tịch bọn họ phải nhanh chóng hoàn thành cuộc hôn nhân này. Buchon bất lực chỉ đành nghe theo quyết định của ông nội, dẫn Mo Hyun tới nhà bá kiến người bố đã qua đời. Cô gái này cũng thảm thật, sự không biết rằng sở dĩ chủ tịch yêu quý mình. Chẳng qua là vì bố cô ấy sắp lên chức thị trưởng còn chưa gả vào đã được chủ tịch thiên vị. Mọi người trong gia tộc đều nhìn cô bằng ánh mắt đố kỵ. Buchon mặc dù đồng ý kết hôn với Mo Hyun nhưng trong lòng vẫn nhung nhớ Seowon. Cô ý uống rượu để đùn đẩy trách nhiệm đưa Mo Hyun về cho Piju. Đợi tất cả mọi người rời đi, cậu ta lập tức tỉnh rượu lén lút lái xe tới căn cứ bí mật đã hẹn sẵn với Seowon. Gặp lại người mình yêu, Buchon muốn giải thích tất cả nhưng Seowon lại trả túi tiền cho cậu ta. Buchon ra sức bày tỏ bản thân rất áy náy, còn Seowon đã quyết định sẽ nắm giữ trái tim cậu ta lần nữa. Thế là không thèm nghe cậu ấy giải thích, trực tiếp đi thẳng về phía bờ sông. Cô ấy cố ý buông bỏ sự mạnh mẽ gắng gượng bấy lâu, thoải mái thể hiện sự yếu đuối trước mặt bố đứa trẻ. Buchon vô cùng đau lòng, cuối cùng vẫn ôm chặt lấy cô ấy. Quan hệ của họ cũng dần trở nên mờ ám. Vốn dĩ đây cũng là một cặp, nhưng vì để báo thù, Piju đã tác hợp cho cô ấy và Buchon. Mo Hyun ngây thơ nằm mơ cũng không ngờ tình đầu của mình đã thay tên đổi họ, còn phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng lần này anh ta thảm rồi, chủ tịch đã điều tra ra hành vi thu mua rất nhiều cổ phiếu của gia tộc. Ông ta cho rằng thân là luật sư của Buchon làm như vậy là đang có ý đồ gì khác. Piju nói thẳng mình muốn chuyển dần số cổ phiếu này cho Buchon, giúp cậu ấy lên chức tổng giám đốc rõ ràng là chủ ý của phu nhân. Nhưng sau khi bị phát hiện vẫn đổ cho Piju. Vì để diễn kịch, bà ta trực tiếp cho anh cái bạt tai. Piju cũng đã quen với việc làm bia đỡ đạn cho mẹ con Buchon. Piju quỳ xuống cầu xin chủ tịch cho mình một cơ hội làm lại cuộc đời. Ông ta nằm mơ cũng không ngờ Piju chính là cháu trai ngoài dã thú mà bị ông vứt bỏ năm đó. Nhưng chủ tịch không chút lay động, ông trực tiếp sa thải rồi đuổi thẳng cổ anh đi. Piju sớm đã quen với gia tộc không có tình người này rồi. Chỉ có Buchon cảm thấy không nỡ. Mười mấy năm nay Piju đã vào trại thay cậu ta 3 lần. Cam tâm tình nguyện nhường tình đầu cho, còn âm thầm mang tiền trợ cấp cho bạn gái cũ. Không nỡ để trợ thủ bên cạnh mình rời đi như vậy, Buchon đảm bảo sẽ có cách thuyết phục ông nội. Chính vào lúc này chủ tịch cũng gọi điện tới dọa ông nội. Vốn tưởng nhìn thấy hy vọng được ở lại, không ngờ sau khi gọi ông xong cậu ta cũng chẳng đề cập gì tới nữa. Piju lặng lẽ rời khỏi gia đình đã ở mười mấy năm, không phải lưu luyến chỉ là không cam tâm kế hoạch trả thù của mình phải chấm dứt. Khi anh ấy đang không biết phải làm sao, tình cờ bắt gặp tình đầu cũng tới đây chụp ảnh. Bọn họ vốn là thanh mai trúc mã, mọi người đều biết Piju đã từng thay tên đổi họ và phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên cứ vào lúc hai người đang tình cảm, trời lại đổ mưa. Piju sợ Mo Hyun bị ướt, vội vàng lấy áo ra làm ô che chắn cho cô ấy vào trong xe. Mưa rơi mãi không ngừng, không khí cũng rất ngượng ngùng. Hai người ngồi ở cốp xe kể cho nhau nghe chuyện hồi trung học. Mo Hyun nói rằng cô ấy rất nhớ chàng trai đã biến mất năm đó. Piju biết rõ người đó chính là mình, liền hỏi cô nếu tìm được cậu ta thì sẽ làm gì. Tìm thấy rồi, nếu người đó sống tốt sẽ chúc phúc cho anh ấy. Còn nếu không tốt thì cô nhất định sẽ giúp đỡ. Cô gái ngây thơ lương thiện này khiến tôi cũng đau lòng. Nhưng con đường báo thù của Piju vẫn còn quá xa. Đến tình yêu của mình anh cũng dám hy sinh để đạt được mục đích lần này. Tuy nhiên tiến độ đang bị chậm trễ nghiêm trọng. Suốt 2 ngày trời qua anh chưa từng rời khỏi phòng làm việc của mình. Hôm nay anh lại quyết tâm lên kế hoạch. Thế là lập tức tới tìm nghị viên Na, dặn ông ấy cho dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng nhúng tay vào chuyện của gia tộc. Sau đó công khai toàn bộ mặt xấu của chủ tịch lên mạng. Không có sự giúp đỡ của nghị viên, chủ tịch cũng không có cách nào bịt miệng dư luận lại. Phu nhân Mizan đề nghị đón Piju quay về. Tuy nhiên chủ tịch lại giận dữ đập mạnh xuống bàn. May mà bộ xương già cỗi đấy không bị gãy vụn nhưng cũng phải đưa vào bệnh viện. Có điều gia tộc phải có người phối hợp điều tra. Chủ tịch sau khi tỉnh lại biết tin cháu trai chủ động đứng ra. Bất lực chỉ đành vứt hết liêm sỉ gọi điện cho Piju. Không ngờ anh ấy sớm đã nhận được sự nhờ vả của Mo Hyun, vì thế đã tới phòng điều tra. Nhìn thấy người đàn ông mang lại cảm giác an toàn cho mình trở về. Buchon thở phào một hơi, nhưng Piju có điều kiện của mình. Bảo cậu ta nhất định phải cắt đứt với bạn gái cũ. Khi Buchon tới phòng của Seowon, cô ấy tưởng rằng mình đã có được trái tim cậu ta. Còn đích thân chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Buchon nhìn thấy đống đồ đôi trên bàn trực tiếp ném thẳng vào thùng rác.
anh phải kết hôn với Mo Hyun, anh hãy nói với cô ta ý đồ của mình đi đi, coi như chúng ta chơi xong rồi. Em cũng không thay thế được vị trí của cô ấy. Mặc dù phải nói ra những lời nhẫn tâm trái với lòng, nhưng vì lợi ích gia tộc Buchon vẫn quyết tâm vứt bỏ Seowon. Dù cho cô ấy tình nguyện làm người đứng sau cậu ta vẫn không cho cô bất cứ cơ hội nào để lại một đống tiền sau đó rời đi. Tiếp theo hẹn Mo Hyun ra ngoài gặp mình lấy chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ trước ra. Đối diện với lời cầu hôn giản dị của Buchon, Mo Hyun không hề từ chối. Ở bên này, Piju đã quay trở lại gia tộc, sự hy sinh của anh được phu nhân công nhận. Nhưng anh ấy không thích bày tỏ tình cảm bằng cách này. Bởi vì bà ta chính là mẹ kế của anh, đồng thời cũng là đối tượng mà Piju phải báo thù. Bây giờ bọn họ phải liên thủ làm một chuyện, đó chính là tới tìm chủ tịch ra điều kiện. Nếu đã giúp ông ta loại bỏ rắc rối vậy thì nguồn vốn bí mật chắc chắn phải do phu nhân Mizan tiếp quản. Chủ tịch mặc dù nghe ra có mùi ép trong đó nhưng sợ mất đi chỗ dựa từ nghị viên Na. Cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp, chỉ là trong khi bàn giao, giám đốc công ty không cam tâm nhường quyền cho người khác. Mặc dù vẫn để Piju tự tay ký lên bản hợp đồng nhưng ông ta đã có kế sách mới. Ông ấy đã tìm tới căn cứ bí mật giữa Piju và nghị viên Na. Chỉ cần nghị viên ngăn cản hôn sự giữa con gái và thiếu gia tài phiệt, vậy thì sẽ giúp ông ta lên chức thị trưởng. Đồng thời khi cung cấp vốn họ cũng sẽ cho nợ chứ không như Piju. Nghị viên có chút dao động trở về nhà nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay con gái. Thế là liền hỏi cô ấy có phải đã gạo nấu thành cơm với Buchon rồi không. Mo Hyun không phải người như vậy, mặc dù rất thích Buchon nhưng vẫn yêu bản thân nhất. Có một số việc nhất định phải quang minh chính đại gả đi rồi mới được làm. Biết con gái đã hoàn toàn đem lòng yêu thiếu gia tài phiệt, nghị viên Na quyết định sẽ tới gặp thông gia tương lai. Mặc dù đây chỉ là cuộc hôn nhân lợi ích, nhưng sau khi con gái gả đi cũng phải được đối xử công bằng. Không ngờ phu nhân Mizan thẳng thừng tuyên bố, chủ tịch nhà chúng tôi rất mong bế cháu, vì thế muốn thay đổi ngày tổ chức hôn lễ, thay đổi thành ngày rụng trứng trên báo cáo kiểm tra của Mo Hyun. Chuyện của bọn trẻ để chúng nó tự quyết định đi. Mizan nhấn mạnh một lần nữa gia đình họ không phải gia đình bình thường. Nếu đã được hưởng một phần tài sản của gia đình, vậy thì cơ thể của con dâu cũng thuộc về gia tộc này. Nghị viên Na biết rõ con gái gả vào đây sẽ là cơn ác mộng. Để có được số tiền bầu cử từ gia tộc tài phiệt, ông ấy vẫn không ngần ngại đưa con gái đi làm thủ tục đính hôn. Sau khi đính hôn xong, Buchon cũng thuận lợi lên chức. Cậu ta hy vọng từ bây giờ Mo Hyun sẽ chuyển về ở cùng mình. Mặc dù đã là vợ sắp cưới nhưng cô ấy vẫn giữ vững quan điểm. Dù sao thì Buchon cũng là người bạn trai đầu tiên sau khi trưởng thành. Nhưng cô ấy có một món quà đặc biệt khác dành tặng cậu ta. Cô nói em yêu anh Na, Buchon đã đợi quá lâu rồi. Có con gái nghị viên chống lưng chức vị giám đốc cũng không còn xa nữa. Nhưng cậu ta hoàn toàn không ngờ bí mật cất giữ hơn 20 năm đang chờ đợi mình. Piju thông qua xét nghiệm ADN của gia tộc phát hiện, Buchon căn bản không phải cháu ruột của chủ tịch. Cậu ta biết tin cũng không thể chấp nhận nổi. Bởi vì chủ tịch đã nhấn mạnh chỉ để lại tài sản cho người cùng huyết thống. Buchon đến bờ sông định đi xuống nhưng vì lạnh quá nên hèn. Mới đứng đó vài phút đã phải chạy vội vào trong xe. Thấy ông chú ôm đứa bé đi qua, Buchon đột nhiên nhớ ra cốt nhục của mình và Seowon. Không ngờ anh vẫn gọi cho em, thật muốn biết đứa bé giống em hay giống anh em. Bé bắt đầu đạp em rồi, câu nói này trực tiếp đánh trúng điểm yếu của Buchon. Cậu ta phải sống thật tốt để âm thầm chăm sóc Seowon và đứa bé. Nhưng mấy ngày chưa về nhà, giờ không biết giải thích với Mo Hyun kiểu gì. Thế là lập tức lái xe ngược chiều cố ý tạo ra vụ tai nạn. Mo Hyun biết tin vô cùng lo lắng. Buchon bày ra dáng vẻ đáng thương nói rằng mình không phải cháu ruột của gia tộc, không thể thừa kế sản nghiệp của chủ tịch. Nhưng Mo Hyun căn bản không để tâm những thứ đó, còn bảo mình sẽ giữ bí mật giúp cậu ta. Cô gái lương thiện này cuối cùng vẫn bị lừa, hôn lễ của họ cũng được tổ chức như kế hoạch. Chỉ là khi Piju nhìn thấy người con gái mình yêu bước vào lễ đường, trong lòng vẫn có chút chua xót. Biên kịch biết ý cũng lập tức đóng cửa lại. Cả gia tộc cũng thực hiện hiệp ước đã ký với nghị viên Na. Số tiền vận động bầu cử đầu tiên cũng được gửi đi đầy đủ. Người đáng thương nhất vẫn là Piju, từ giờ không thể nhớ nhung Mo Hyun nữa. Ngay cả trách nhiệm chăm sóc phu nhân cũng dồn lên vai anh, có lẽ đây chính là cái giá để báo thù. Rất nhanh 5 năm đã trôi qua, Mo Hyun và Buchon đã làm việc ở chi nhánh London từng ấy năm. Cuối cùng cũng lên máy bay về nước. Nhưng bọn họ vẫn chưa có con, Buchon bảo cô ấy ngủ nhiều một chút. Còn mình lặng lẽ chuyển tới phòng rượu trên máy bay. Lúc này một người phụ nữ mang ly rượu đến ngoảnh đầu lại nhìn, không phải chính là Seowon sao? Trong 5 năm ở London rốt cuộc Buchon đã làm những gì? Nhưng Mo Hyun căn bản không ngủ được, cũng định tới quầy mua thuốc an thần. May mà Seowon đã nhanh chóng bỏ đi. Nhưng khi Buchon vừa ra ngoài, Mo Hyun vẫn phát hiện một ly rượu có vết son trên nó. Lúc này Piju cũng tới sân bay đón người. Nhìn người phụ nữ đang dắt tay đứa bé cực kỳ giống Seowon, anh bỗng cảm thấy không ổn, lẽ nào Seowon bây giờ cũng quay về nước rồi sao? Đáng tiếc là đối phương đã sớm biến mất khỏi dòng người. Sau khi quay lại bãi đỗ xe, Buchon để vợ đứng một mình trong gió lạnh. Còn mình chạy ra lùm cây đằng xa gọi điện. Mo Hyun đã quen với việc cậu ta bận rộn. Nhưng Piju nhạy bén đã phát giác ra điều bất thường. Quả nhiên đầu dây bên kia chính là người phụ nữ vừa cạn ly trên máy bay. Ha Jun à, bố gọi này, bố ạ, con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, bố đừng lo lắng nhé. Hóa ra trong 5 năm Buchon và Mo Hyun kết hôn, cậu ta chưa từng ngừng liên lạc với bạn gái cũ, hơn nữa còn ngồi cùng chuyến bay về nước. Buchon không sinh con với Mo Hyun cũng vì lý do này. Tuy nhiên chủ tịch không cam tâm, dù sao con của hai thiếu gia cũng lớn tướng rồi.
Chủ tịch còn đích thân làm một lá bùa cầu con cho hai người, giờ đã là năm 2023 rồi. Tuy nhiên đối diện với yêu cầu của ông ta, Mo Hyun cũng không dám phản bác. Bây giờ về nước rồi con sẽ thả để mang thai tự nhiên. Đúng vậy, con làm vậy là đúng, cố lên cháu trai này cháu cũng phải cố lên đấy. Rõ ràng từ khi Mo Hyun gả vào gia đình này, chuyện như vậy đã không còn được tự quyết định nữa. Phu nhân ra lệnh cho con dâu trong vòng một năm nhất định phải mang thai, để thuận theo ý gia tộc trước khi đi ngủ cô ấy skincare cẩn thận. Sau đó yên lặng ngồi đợi chồng quay về. Không ngờ Bu Chon lại nhận được điện thoại của người có tên trong danh bạ là tổ trưởng Lee. Mặc dù giải thích là tới khách sạn học gấp, nhưng Piju vẫn cảm thấy cậu ta bắt đầu nói dối không chớp mắt. Sở dĩ Bu Chon gấp gáp như vậy là vì con trai của mình với bạn gái cũ bị bệnh nhập viện. Seowon không cam tâm để con đứng tên theo họ mình mãi. Nó nên danh chính ngôn thuận thừa hưởng huyết thống của gia tộc Giang. Bu Chon cảm thấy khó xử, cậu ta biết rõ để hai mẹ con ở lại Hàn Quốc sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Seowon có thể rời khỏi đây dẫn theo đứa bé đi Trung Quốc. Điều kiện là phải đổi thành họ của Bu Chon, cậu ta nghe vậy dứt khoát đồng ý. Lúc này Mo Hyun đang đi đường bỗng cảm thấy chóng mặt. May mà đúng lúc Piju đi ngang qua, bác sĩ xác nhận cô ấy đã mang thai hơn 4 tuần. Vì đã sảy thai 2 lần nên nhất định phải cẩn thận. Mo Hyun nghe vậy vô cùng vui mừng, thấy tình đầu của mình cuối cùng cũng được làm mẹ. Piju chân thành chúc phúc cho cô, hứa rằng sẽ cùng thiếu gia bảo vệ cô ấy. Đừng để bản thân quá áp lực mà xảy ra điều ngoài ý muốn. Vốn định gọi điện báo cho Bu Chon nhưng Mo Hyun lại muốn tự nói với cậu ta. Không dễ gì mới xin bệnh viện trở về trong đêm. Có điều Bu Chon đã sớm đánh một giấc ngon lành. Cô gái đơn thuần này ngồi trước gương nói nhỏ với đứa bé trong bụng. Có lẽ là do bố làm việc quá mệt mà không biết rằng cậu ta đã nghĩ cách để bảo vệ đứa con của bạn gái cũ. Thấy Seowon gọi tới quá nhiều, Bu Chon trực tiếp tắt máy, không ngờ lại chọc giận cô ấy. Seowon quyết định không đi Trung Quốc nữa. Sáng hôm sau liền gọi điện thoại cho Mo Hyun. Bu Chon nằm mơ cũng không ngờ cô ấy trực tiếp dẫn con tới nhà mình. Sau nhiều lần gặp gỡ, Mo Hyun sớm đã coi Seowon là chị em tốt của mình. Khi cô ấy giới thiệu Seowon với mẹ chồng, phu nhân liền có cảm giác người này rất quen thuộc. Bởi vì lúc trước Seowon từng là nhân viên trong công ty. May mà bà ấy vẫn không nhớ ra nổi. Seowon cố ý khen căn nhà của họ, hy vọng có thể được đi tham quan. Thực tế là muốn tìm Bu Chon để tạo bất ngờ cho cậu ta. Tuy nhiên đi khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Bu Chon đâu. Nhưng vì đi theo đứa trẻ quá lâu, cơ thể đã không chống trụ được nữa. Mo Hyun ôm chặt lấy bụng đau đớn ngồi sụp xuống đất, sợ đứa bé lại bỏ mình đi. Chỉ đành bảo Seowon âm thầm đưa mình tới bệnh viện, may mà không có gì đáng ngại. Seowon cố ý dẫn Ha Jun vào bệnh viện không chịu rời đi, bởi vì cô ấy biết người đó chắc chắn sẽ tới. Khi Bu Chon đẩy cửa bước vào, có nằm mơ cũng không ngờ hậu quả của việc không nghe điện thoại lại nghiêm trọng như vậy. Khi nghe giọng Mo Hyun, cậu ta mới bình tĩnh lại. Seowon cũng phối hợp diễn xuất, không ngờ lúc này Piju cũng xông vào phòng. Khi mọi người đang không biết phải làm sao, bác sĩ bước vào thông báo Mo Hyun đã mang thai. Tâm trạng Bu Chon bây giờ vô cùng phức tạp, còn Seowon đã nước mắt ngấn lệ. Để bớt ngượng ngùng, Bu Chon lập tức ôm chầm lấy vợ vào lòng. Cậu ta cũng đang ngầm ra hiệu mình đã có lựa chọn. Cùng với phu nhân bước vào, cảnh tượng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của phu nhân khiến mọi người sững sờ. Người nhạy bén như bà ta sớm đã điều tra ra thân phận của Seowon. Đến khi đứa bé 5 tuổi chạy vào phòng, bà ta cuối cùng cũng hiểu ý đồ của cô. Bu Chon lúc này tỏ ra yếu ớt, sợ sệt, sợ đứa bé sẽ gọi mình là bố. Bởi vì bọn họ vẫn phải đóng một màn kịch trước mặt Mo Hyun. Để không khiến cô ấy nghi ngờ, Piju lập tức bế đứa trẻ ra ngoài. Seowon thấy vậy cũng vội vàng chạy ra theo nhưng lại bị phu nhân chặn lại. Ngoài mặt bày tỏ cảm ơn vì cô ấy đã chăm sóc cho con dâu, thực tế lại kéo cô qua một bên đe dọa. Gia tộc này không chào đón những người phụ nữ không danh phận và cả con của họ. Đã từng có một cặp mẹ con bị cho bay màu, nếu cô dám quấy rầy kết cục cũng sẽ như vậy. Seowon không biết người mà bà ta nói chính là Piju may mắn sống sót. Cậu nhóc 5 tuổi này sẽ có số mệnh giống anh ấy. Nhân lúc Piju còn chưa làm gì quá đáng với hai mẹ con, anh cho Seowon thời gian một ngày để rời khỏi đây. Nhưng phu nhân không tốt bụng như vậy, trách mắng Piju che giấu sự tồn tại của mẹ con Seowon. Nếu không khiến họ biến mất, cuộc hôn nhân của con trai và Mo Hyun sớm muộn gì cũng tan vỡ. Kế hoạch của gia tộc sẽ tan thành tro bụi. Bu Chon biết rõ mẹ mình sẽ không bỏ qua cho Seowon. Cậu ta dám chắc sau khi thành thật với Mo Hyun sẽ được tha thứ bởi vì cô ấy là người tốt. Vừa dứt lời, Piju đã cho cậu ta ăn hành, người tốt thì xứng đáng bị lừa gạt sao? Huống hồ Piju tác hợp cho hai người cũng đủ để hổ thẹn. Bu Chon không có lý do phản kháng. Cậu ta chỉ hy vọng có thể cho đứa bé vô tội danh phận. Piju vốn đã mềm lòng nhưng không ngờ Bu Chon lại tới tìm Seowon. Hơn nữa còn bị nước mắt làm rung động. Khi Bu Chon vừa rời đi, Seowon lại nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập. Hóa ra Piju sớm đã ở trong phòng. Vốn muốn tiễn cô ấy đi gặp các cụ nhưng còn đứa trẻ phải làm sao. Piju mặc dù không thể tự mình ra tay, có điều phu nhân cũng đã đoán được việc này. Tên sát thủ bà ta phái đến đã thành công phá cửa xông vào. Piju nhanh chóng hạ hắn trong vài đường cơ bản. Seowon trốn ở một góc sợ hãi tột độ. Khi cô ra cửa kiểm tra lần nữa, phát hiện hai người đã rời đi. Cô ấy thoáng chốc bừng tỉnh, thay vì ngồi yên chờ Toang Chi bằng chủ động phản kháng trước. Vậy thì Mo Hyun sẽ trở thành mục tiêu ra tay của cô ta. Khi gặp lại nhau, Mo Hyun ngạc nhiên hỏi. Seowon sao không đưa đứa trẻ đi cùng? Seowon nói rằng nếu cô ấy muốn gặp cậu bé thì mình có thể cho Mo Hyun xem ảnh.
hai người phụ nữ này đều bị thiếu gia tài phiệt lừa gạt, bọn họ không ai có lỗi. Seo-won nói rằng mình là người quen Bu-chon trước cũng là sự thật. Chỉ cần đứa con theo họ bố cô ấy sẽ lập tức biến mất. Nhưng Mo Hyun không thể chấp nhận bị lừa dối. Tình yêu đầu tiên mình dốc toàn bộ sức lực vào không nên có kết cục thế này. 5 năm nay người mà Bu-chon lưu trong danh bạ là tổ trưởng Lee. Hóa ra chính là Seo-won, thế giới của cô ấy hoàn toàn sụp đổ. Khi được đưa vào bệnh viện, người phụ nữ 35 tuổi căn bản không chịu nổi đả kích này. Đứa bé trong bụng cũng không còn, nhưng cô ấy cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Cầm lấy điện thoại của Bu-chon gọi điện cho người được lưu tổ trưởng Lee. Mo Hyun có thể chấp nhận đứa bé mang họ Giang nhưng điều kiện là đứa bé sẽ ở với mình. Seo-won mặc dù không thể chấp nhận nhưng cũng không có quyền quyết định, bởi vì Pi-ju sẽ giúp cô ấy thực hiện tất cả mọi chuyện. Đối diện với hành động bình tĩnh đến lạ thường của Mo Hyun, Bu-chon vẫn chưa thể thích ứng nổi, hy vọng cô ấy xả hết cơn thịnh nộ vào mình. Chỉ là người phụ nữ này đã vô hồn, em đã từng dùng cả sinh mạng để yêu anh. Mo Hyun bày tỏ hay là chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi. Nhưng cô muốn họ thụ tinh ống nghiệm chứ không mang thai theo cách tự nhiên. Từ giờ người con gái ngây thơ Mo Hyun sẽ không quay về nữa. Nhưng tính cách của cô ấy vẫn chưa hề thay đổi, bởi vì ước mơ làm thị trưởng của bố vẫn chưa thành hiện thực. Cô bảo mẹ chồng rằng mình đã tha thứ cho Bu-chon. Nghị viên Na lên chức thị trưởng là ước mơ của cả gia tộc. Phu nhân khen ngợi con dâu biết nhìn xa trông rộng. Không biết rằng Mo Hyun cũng đang có tính toán của riêng mình. Mặc dù tỏ ra kiên cường nhưng cô ấy vẫn phải tìm cách giải tỏa cảm xúc. Thế là bất chấp đường xa tới nơi gặp gỡ tình đầu năm đó. Khi vừa tới khu nhà hoang, cô đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc của mình năm đó. Thì ra người đó là Pi-ju, anh cũng đang có mặt ở nơi này. Chỉ là không ngờ tình đầu mình cất giữ trong tim bấy lâu, vậy mà lại chính là luật sư luôn âm thầm quan tâm mình. Hai người cảm động rớt nước mắt. Những ngày tháng đẹp đẽ đó thoáng chốc hiện ra trước mặt. Pi-ju không phủ nhận, chỉ là không còn cách nào quay đầu nữa rồi, lần này họ đã đi quá xa rồi. Để báo thù, Pi-ju đã đẩy tình đầu vào trong cuộc chiến, khiến cô ấy phải đau khổ trong cuộc hôn nhân của chính mình. Đối với Mo Hyun mà nói, nhìn thấy người trong lòng sống hạnh phúc, tảng đá đè nặng trong lòng cô cuối cùng cũng rơi xuống. Pi-ju giải thích với người yêu cũ lý do vì sao mình lại thay đổi thân phận thật sự như thế này. Bởi vì anh ấy muốn làm một số chuyện thay gia đình vô tội, vì thế mỗi năm đều sẽ tới đây thờ cúng. Mo Hyun rõ ràng không biết hung thủ chính là mẹ chồng mình đồng ý giữ bí mật giúp anh. Bọn họ bây giờ có cùng chung mục tiêu, đó chính là dù có thế nào cũng phải giúp bố của Mo Hyun lên làm thị trưởng. Chỉ là Mo Hyun không biết bố mình đã hợp tác với gia tộc Giang. Mấy năm nay liên tục nhận tiền ủng hộ từ chỗ họ, vì thế mấy vòng bầu chọn đều đứng đầu. Nhưng bọn họ đã hoàn toàn coi thường các đối thủ khác. Sung Man đã sớm muốn ủng hộ ứng cử viên khác rồi. Vì vậy nhanh chóng thu thập chứng cứ nghị viên Na nhận tiền hối lộ. Khi cả gia tộc đang vui vẻ mở tiệc chúc mừng buổi tuyển cử thành công tốt đẹp, trên TV bỗng đưa tin nghị viên Na nhận một số tiền lớn. Số tiền này đến từ gia tộc Giang mà con gái gả vào, đồng thời còn do nhân viên điều tra đích thân nhúng tay vào. Tất cả mọi người đều sững sờ ngay tại chỗ. Nghị viên Na biết rõ mọi thứ đã đổ bể, chỉ có Sung Man vui vẻ đắc ý. Cứ như vậy, nghị viên trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến gia tộc. Mo Hyun vẫn tin rằng bố mình sẽ không bao giờ nhận đống tiền này. Cô ấy muốn nói chuyện rõ ràng nhưng Pi-ju biết rõ việc bây giờ phải bảo vệ Mo Hyun, không thể để cô ấy lộ diện trước mặt truyền thông. Thân là chồng nhưng sự tồn tại của Bu-chon hoàn toàn thừa thãi. Sau khi bố vợ xảy ra chuyện, cậu ta cũng chẳng có cách gì, chỉ nói với vợ rằng mình rất lo lắng, không hề cảm nhận được nỗi lo của cô ấy. Ngược lại còn ghen tuông với Pi-ju, vừa mở miệng đã bảo anh ấy phá hỏng mọi chuyện. Sự việc xảy ra đột ngột đến Pi-ju cũng không ngờ tới. Tin tức nghị viên Na nhận tiền nhanh chóng lan truyền. Trên mạng cũng bắt đầu có tin ông ta lợi dụng con gái để lôi kéo quan hệ với tài phiệt. Pi-ju cảm thấy không ổn, Mo Hyun sớm muộn gì cũng biết mình bị bố lợi dụng. Thế là lập tức dùng thân phận luật sư dẫn cô ấy tới gặp ông ta. Mo Hyun muốn làm rõ một chuyện, bố mình rốt cuộc có nhận tiền của gia tộc Giang không. Chỉ đến khi cô nhận được câu trả lời là không mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Pi-ju biết rõ mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Ngầm ra hiệu bảo nghị viên đồ họa lên đầu Sung Man tránh để Mo Hyun tổn thương. Mặc dù đã làm giả bằng chứng để Sung Man đổ vỏ, nhưng anh đã xem thường tình yêu của chủ tịch dành cho con trai. Chủ tịch biết tin hắn ta dùng tiền ủng hộ ứng cử viên khác nhưng cũng không trách móc, mà còn bảo Pi-ju mau đi giúp nghị viên khác. Bởi vì ngọn núi của bố Mo Hyun sắp không trụ nổi rồi. Đúng là lão cáo già này không có nhân tính. Khi nghị viên được đưa ra ngoài, chủ tịch đã lập tức tìm đến. Ông ta không muốn con trai mình vì vụ này mà phải ngồi bóc lịch. Nếu tất cả hy vọng đều đã bị dập tắt, vậy thì để nghị viên một mình gánh chịu tất cả. Dù sao con gái ông ấy cũng chưa biết việc mình bị lợi dụng. Nghị viên hiểu rõ chủ tịch muốn đẩy mình vào cửa tử. Khi ông ta nhìn thấy hai mẹ con Mo Hyun, nói thẳng hôn sự này chỉ đành dựa vào đứa bé trong bụng Mo Hyun, bảo cô nhớ phải bảo vệ chất mình cho thật tốt. Mo Hyun không dám nói ra chuyện đứa bé đã không còn. Giấc mơ trở thành thị trưởng của nghị viên Na đã hoàn toàn tan biến. Ông ấy đã không còn tha thiết điều gì nữa. Mặc dù người vợ không trách móc nhưng vẫn hổ thẹn với con gái. Cô ấy có quyền biết mọi chuyện. Thế là ông ấy không giấu chuyện mình nhận tiền từ gia tộc Giang nữa. Nói với Mo Hyun việc gặp gỡ với Bu-chon ngay từ đầu cũng chỉ vì lợi ích. Mo Hyun nghe như sét đánh ngang tai. Ngay cả người bố mà cô tin tưởng nhất cũng lừa gạt cô. Pi-ju lúc này đột nhiên nhớ tới những lời chủ tịch nói. Anh lập tức cảm thấy không ổn, thế là điên cuồng chạy tới phòng của nghị viên Na. Mo Hyun cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Tuy nhiên khi Piju chạy tới cửa phòng nhìn qua cửa kính thấy nghị viên đã đăng xuất khỏi trái đất. Ma Hyun gả cho thiếu gia tài phiệt đúng là quá thảm. Vừa tổ chức tang lễ cho bố ruột xong, mẹ chồng đã lập tức gọi Piju tới tính toán số tài sản con dâu nhận được sau khi ly hôn. Bởi vì nghị viên bay màu cô ấy cũng không còn giá trị gì nữa, nhất định phải sớm đuổi cô ta đi, sắp xếp một cuộc hôn nhân lợi ích khác cho bù tròn. Chủ tịch còn mất nhân tính hơn biết tin đứa bé trong bụng cháu dâu đã không còn, thẳng thừng tuyên bố sẽ không để cô ở lại cái nhà này. Piju đã quen với tốc độ lật mặt nhanh hơn người yêu cũ của gia đình này. Anh ấy âm thầm lấy di vật mà nghị viên để lại, nghe lại các cuộc ghi âm trong điện thoại, trong đó cũng có cả cuộc nói chuyện giữa anh và ông ta. Nếu rơi vào tay điều tra viên nhất định sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Thế là Piju liền bảo trợ lý xóa hết chứng cứ về mình, chỉ để lại cuộc nói chuyện giữa nghị viên Na và chủ tịch Giang. Bảo Mo Hyun đây là sự thật mà cô ấy nhất định phải biết. Khi Mo Hyun biết được chủ tịch chính là người ép bố mình đến mức phải làm ra chuyện dại dột, lúc đó nước mắt của cô cứ không ngừng tuôn rơi. Cô hối hận vì đã yêu Bu Chon, nếu không thì bố cô đã không qua đời. Piju ngoài mặt đề nghị cô ly hôn với Bu Chon, nhưng thật sự lại muốn hợp tác với cô ấy để đối phó với chủ tịch. Mo Hyun đương nhiên không cam tâm. Sự phản bội của Bu Chon đã hủy hoại cuộc đời cô. Gia đình hạnh phúc giờ đây đã không còn nữa rồi. Cô quyết tâm sẽ khiến gia tộc đó phải trả cái giá thật là đắt cho hành động của mình. Tất nhiên Bu Chon sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên. Vốn dĩ cậu ta vẫn rất yêu Mo Hyun, chỉ là luôn cảm thấy hổ thẹn. Khi nhận được sự tha thứ của Mo Hyun, cậu ấy đã hoàn toàn hạ quyết tâm không để con trai quay về gia tộc làm ảnh hưởng đến tình cảm của mình nữa. Nếu mấy lần trước Seo Won đều không chịu đi Trung Quốc, nếu đã không đi Trung Quốc vậy anh sẽ tống hai mẹ con nhà này sang Mỹ. Seo Won vẫn không cam tâm, như mọi lần chỉ là sự dịu dàng lúc này cũng không có tác dụng nữa. Bu Chon bày tỏ sự áy náy của mình dành cho Mo Hyun, muốn dùng cả đời này bảo vệ cô ấy, chỉ là Seo Won không chịu để yên như vậy. Bu Chon dẫn vợ tới cầu xin chủ tịch đảm bảo rằng hai người sẽ cố gắng hết sức. Mo Hyun cũng đang lên kế hoạch báo thù, vì thế bày tỏ sẽ dốc sức phối hợp với Bu Chon. Chủ tịch mặc dù chấp nhận cháu dâu nhưng sự quyết tâm của Bu Chon vẫn phải trải qua sóng gió. Hôm nay em trai ép cậu ta nhường chức giám đốc công ty cho mình, nếu không sẽ nói với Mo Hyun việc Piju cố tình tạo cuộc gặp gỡ tình cờ cho hai người. Mặc dù chức vị giám đốc rất quan trọng, nhưng Mo Hyun không thể chịu thêm cú sốc nào nữa. Đợi tới ngày nhậm chức giám đốc, chức vị đã sắp tới tay, Bu Chon cứ như vậy cam tâm tình nguyện nhường cho người khác. Đối với Piju vấn đề này không lớn, nhưng phu nhân không thể chấp nhận con trai lựa chọn như vậy. Tai của Bu Chon từ nhỏ đã bị bà ta véo nhiều đến mức biến dạng. Lần này bà ấy cũng không bỏ qua trách cậu ta ăn phải bùa mê thuốc lú. Mặc dù đau điếng người nhưng Bu Chon vẫn không thỏa hiệp. Phu nhân trước giờ hống hách quen rồi, hoàn toàn không biết trong nhà đã có thêm người muốn báo thù mình. Mo Hyun bảo Piju rằng mình phải ở lại đây để làm rõ sự thật. Nhìn ân nhân cứu mạng mình năm đó, anh thề rằng phải bảo vệ cô ấy. Piju nói rằng kế hoạch lần này mới chỉ vừa bắt đầu. Sau đó còn đưa cho cô ấy con cờ để đối phó với phu nhân. Tôi sẽ đưa cô gấp 10 lần tiền bồi thường, mau ly hôn với Bu Chon đi. Cho dù mẹ có đưa con gấp 1.000.000 lần, con tuyệt đối sẽ không ly hôn. Cô muốn tạo phản à mẹ à, sau này nếu mẹ lại nhắc đến việc ly hôn, con sẽ không nhẫn nhịn mẹ thêm nữa đâu. Cô vẫn nghĩ bố mình là nghị viên sao, con biết hết sự thật rồi mẹ. Chồng con không phải cốt nhục của gia tộc này, cái thóp này đủ để khiến phu nhân thỏa hiệp. Nếu chủ tịch biết thân phận của hai mẹ con, họ nhất định sẽ đuổi ra khỏi nhà. Piju trở thành kẻ được lợi nhất trong vụ này. Anh ấy sớm đã điều tra ra thân phận của Bu Chon. Cậu ta chính là con của phu nhân và tài xế, có điều thời cơ vẫn chưa chín muồi. Sự xuất hiện của Mo Hyun vừa hay trở thành bước quan trọng trên con đường trả thù. Nhưng người ta cũng là lần đầu biến chất. Vừa nói sự thật xong đã sợ run lẩy bẩy. Từ đó về sau thái độ của phu nhân quay ngoắt 180 độ. Bu Chon không biết sự tình, cảm thấy lạ lùng thật sự. Phu nhân đề nghị để con dâu làm việc ở tổ chức phúc lợi của gia tộc. Piju bỗng cảm thấy có gì đó bất ổn. Anh không ngờ Mo Hyun vậy mà lại dám đưa ra điều kiện như vậy. Bà ta đã khiến gia đình cô tan nhà nát cửa, còn bắt ly hôn với Bu Chon rồi dẫn mẹ ruột rời khỏi nơi này. Nhưng Mo Hyun bây giờ đã tung ra chiêu phản đòn đầu tiên, không thể quay đầu nữa. Cháu muốn làm ở tổ chức phúc lợi sao? Không phải ạ, là mẹ muốn cháu làm ở đó. Cháu phải sinh thêm đứa nữa, tốt nhất là ở nhà đi. Rõ ràng chủ tịch đang kiếm cớ từ chối. Mo Hyun nói rằng mình đã nhìn thấy câu này trong di chúc của bố. Chủ tịch nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con. Lời ép của cháu dâu khiến ông ta kinh ngạc. Mặc dù đồng ý cho cô ấy tới công ty phúc lợi làm việc, hơn nữa còn đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Sau khi Mo Hyun rời đi lập tức chất vấn con dâu. Có phải cô ấy đã nắm được thóp của bà ta rồi không? Phu nhân bất lực chỉ đành dối lòng khen ngợi Mo Hyun. Cứ như vậy Mo Hyun thành công vào làm ở tổ chức phúc lợi. Chỉ là chức vụ phó chủ tịch của cô ấy khiến hai nhân viên cảm thấy bất mãn. Bọn họ vốn dĩ cũng chẳng tốt đẹp gì, có điều Mo Hyun không hề sợ hãi. Bởi vì bây giờ cô ấy đã không còn yếu đuối như xưa nữa. Chỉ khi quay về nhà mẹ đẻ cô mới thoải mái thể hiện sự ấm ức. Khi mẹ nhắc đến việc đứa bé bị sẩy, Mo Hyun đột nhiên nhớ tới một người. Đó chính là Seo Won, người khiến mình mất đi đứa con trong bụng. Nhất định phải tới tìm cô ta tính sổ, bắt cô ta phải đền đứa bé cho mình. Seo Won cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Sở dĩ cô ấy làm thế hoàn toàn là để bảo vệ bản thân. Bởi vì phu nhân Mizan vẫn luôn phái người trừ khử con trai cô. Mo Hyun không dám tin thời đại này rồi mà mẹ chồng còn làm chuyện như vậy.
Luật sư Piju có thể làm chứng tối đó người cứu hai mẹ con khỏi tay tử thần chính là anh ấy. Hai người đều là nạn nhân của tên cha nam Buchon. Vì thế Mo Hyun cũng rất đồng tình với những gì Seo-won gặp phải. Nhưng cô ấy căn bản không sợ bà mẹ chồng độc ác cái chui trong tay đủ để lật đổ bà ta. Thế là lập tức đi tới yêu cầu phu nhân cho con trai của Seo-won một danh phận. Đồng thời bỏ qua cho Seo-won Mi-jan bảo cô ấy ngốc. Một khi có thêm đứa bé sau này tài sản của con ruột cô ấy sẽ bị ít đi. Nhưng Mo Hyun căn bản không quan tâm tới gia sản của họ. Phu nhân nói thẳng ở Hàn Quốc này không có thứ gì không mua được. Cũng không có việc gì bọn họ muốn mà không làm được. Câu nói này bỗng khiến Mo Hyun có hứng thú với tiền bạc. Mẹ chồng đã đồng ý suy xét việc của Ha-jun. Mo Hyun vẫn bảo bà ta phải chu cấp tiền cho Seo-won. Mi-jan hoàn toàn bùng nổ không thể chịu nổi yêu cầu quá mức của con dâu nữa. Bắt đầu tới tìm tài xế bàn bạc kế hoạch nhất định phải thay mình kết thúc cơn ác mộng này. Tài xế nhiều năm trước đã giúp bà ta tiêu diệt gia đình Piju. Lần này đối diện với vợ của con trai thật sự không ra tay nổi. Phu nhân chẳng có gì ngoài tiền chỉ đành thuê người khác động tay chân vào xe của Mo Hyun. Sau khi phát hiện bất thường tài xế vẫn không nhẫn tâm thế là nói sự thật cho Buchon. Cậu ta lập tức gọi điện cho vợ may mà vẫn chưa quá muộn. Khi Mo Hyun vừa định lái xe ra ngoài cứ như vậy bị lừa xuống xe. Cảnh tượng này cũng nhanh chóng được gửi tới máy tính của Piju. Hai người đàn ông đều đang bảo vệ cô gái lương thiện. Piju biết rõ phu nhân đã nổi dã tâm xấu. Vì thế sớm đã dặn dò thuộc hạ theo sát 24 giờ nhưng thời gian lâu dần khó tránh xảy ra sai sót. Piju nhất định phải dẫn Mo Hyun tới gặp một người. Mo Hyun đương nhiên hứng thú với tất cả sự thật thế là lập tức theo anh ấy xuống hầm gửi xe. Chỉ là hai người không ngờ rằng chiếc xe này đã bị người khác giở trò. Trùng hợp lúc này Buchon cũng đi tới kiểm tra xe của vợ. Cậu ta biết rõ mẹ mình muốn hại Mo Hyun thông qua bàn đạp nhưng vẫn thản nhiên ngồi lên xe. Không ngờ lại nhìn thấy Piju dẫn Mo Hyun rời đi. Thoáng chốc cơn ghen nổi lên nhất định phải lái xe đi theo họ. Nhưng nơi hai người tới khá bí mật xe của Buchon sớm đã bị bỏ lại phía sau. Vừa bước vào phòng ông lão tóc trắng xa lạ này khiến Mo Hyun cảm thấy bất an. Người nằm bất động trên giường chính là nghị viên Na. Mo Hyun khóc không thành tiếng không dễ gì mới bước ra khỏi đau buồn. Bây giờ lại phải chấp nhận sự thật rằng bố mình sống trong đau khổ. Mo Hyun nhớ lại chẳng phải trước đó mình đã nhìn thấy bố được nằm trong hòm rồi. Tại sao bây giờ lại đeo máy thở đây rõ ràng là vở kịch nhằm che tai mắt của Piju. Anh âm thầm chuyển nghị viên tới nơi đây. Cho dù như vậy Mo Hyun vẫn quyết tâm tiếp tục ở lại gia tộc Giang. Cô sẽ không nghe theo lời khuyên của Piju ở lại đây chăm sóc bố. Trên đường trở về mới đi được một nửa Buchon nhanh chóng theo ngay sau. Chỉ là xe của Piju vừa mới đạp ga lên 120 km/h. Vô lăng và phanh đã hoàn toàn mất kiểm soát. Buchon đi theo sau nghe thấy tiếng đâm xe cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn những mảnh thủy tinh dưới đất khi chạy tới hiện trường. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu ta không thể ngờ. Piju dùng cả cơ thể của mình để che chắn cho Mo Hyun. Người đàn ông này nói được làm được dùng tính mạng của mình cứu ân nhân. Chỉ là khiến Buchon cảm thấy rất khó chịu. Đã tới lúc này rồi mà Mo Hyun vẫn chỉ lo lắng cho an nguy của Piju. Buchon dĩ nhiên càng ghen hơn. Anh thông báo cho tài xế mau tới hiện trường tai nạn. Sau đó lái chiếc xe đã bị giở trò đạp ga tới mức cao nhất. Cậu ta muốn dùng tính mạng chứng minh tình yêu với vợ. Chỉ là chiếc xe còn chưa đâm vào tường rào Buchon đột nhiên sợ hãi lập tức nhảy xuống. Đây rõ ràng là lựa chọn thông minh. Bởi vì chiếc xe đâm vào tường rào không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng ngay giây sau đã xảy ra vụ nổ kinh hoàng. Mi-jan quả nhiên ra tay tàn độc không từ thủ đoạn muốn hại con dâu. May mà Buchon sau khi nhảy xuống xe chỉ bị thương nhẹ. Không chỉ khiến phu nhân nhìn thấy quyết tâm bảo vệ Mo Hyun của mình. Mà còn thành công níu kéo tình yêu sắp tàn lụi. Tuy nhiên Piju không may mắn như vậy đã hơn một tháng nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại. Mo Hyun cảm thấy rất áy náy người đàn ông này đã dùng tính mạng chứng minh quyết tâm bảo vệ cô. Đứa trẻ mồ côi gánh trên vai mối thù sâu nặng đã nằm trên giường bệnh rồi. Mà người nhà gia tộc Giang vẫn lợi dụng anh. Quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc khiến chủ tịch khó mà trụ nổi. Ông ra lệnh cho bác sĩ phải cứu được Piju dù có phải trả cái giá nào. Chủ tịch biết rõ đây là chuyện tốt mà con trai mình gây ra. Nhưng vẫn không trách hắn ta chỉ tiếc là hắn quá ngu dốt. Ông so sánh con trai kể mà mày giỏi bằng một nửa Piju thì tốt. Ông ta cũng đỡ phải quan tâm đến người lạ bay màu. Phu nhân sau khi quân sư ngã xuống cũng cảm thấy cực kỳ lo lắng. Đối diện với áp lực từ những thành viên khác trong gia tộc. Chỉ đành than thở với người đàn ông khiến mình thấy an toàn. Đồng thời khi con trai chìm trong tình yêu bà ta cũng bắt buộc phải chấp nhận đứa con dâu nắm thóp mình. Vốn tưởng rằng tình cảm của Buchon và Mo Hyun sẽ trở về như ban đầu. Ai ngờ cô ấy lại phát hiện ra bí mật động trời khác. Lần đầu tiên mình và Buchon gặp gỡ không phải tình cờ mà là cố ý sắp đặt. Buổi đêm nhân lúc cậu ta ngủ say Mo Hyun từ từ ngồi dậy đi ra ngoài. Lấy cuốn album trong ngăn tủ xem lại từng bức thư chồng viết cho mình 5 năm trước. Đọc xong những bức thư này cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Sau đó lập tức chạy tới phòng của Piju. Cuối cùng đã phát hiện ra bí mật được anh ấy giấu sau khung ảnh. Đây không phải cô ấy lúc 15 tuổi sao? Mo Hyun yêu sai người rồi nhiều năm nay người luôn âm thầm bảo vệ cô. Người đàn ông luôn mang lại sự ấm áp còn cả người viết những lá thư tỏ tình này. Không phải Buchon mà chính là luật sư Piju. Lúc đầu tại sao anh ta lại muốn nhường mình cho người khác nhất định phải tới hỏi cho rõ ràng. Piju hôn mê hơn một tháng trong bệnh viện cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh vội vàng muốn quay trở lại gia tộc tiếp tục thực hiện kế hoạch báo thù.
Ma Hyun vốn định đi tới hỏi cho rõ, nhưng Bu Chon rất nhanh đã xuất hiện gián đoạn cuộc nói chuyện của họ. Mẹ chồng cũng trông ngóng tới ngày Piju tỉnh lại không kìm nén nổi sự kích động. Piju hoàn toàn không quan tâm các câu hỏi của bà ta, lập tức tới gặp chủ tịch. Chủ tịch đã bị những tin tiêu cực trên báo lá cải làm cho đau đầu, lập tức yêu cầu Piju đưa ra kế sách đối phó. Piju sớm đã tính đến chuyện này, muốn có được thiện cảm của truyền thông với giới tài phiệt. Vậy thì phải thanh lọc bộ phận quản lý, chủ tịch nhanh chóng tổ chức cuộc họp nội bộ. Ông muốn con trai thân làm giám đốc của mình phải từ chức thay gia tộc nhận tiếng xấu này. Mặc dù Sung Man cực kỳ không nỡ, nhưng vì tiền đồ của tập đoàn, chủ tịch không quan tâm đến cảm xúc của con trai. Lập tức mở cuộc họp báo đổ hết mọi việc làm không trong sạch của tập đoàn lên đầu Sung Man. Hắn ta cứ như vậy phải ôm tai tiếng rời khỏi công ty, mục đích của Piju cũng đã đạt được. Anh ấy phải cho tên cờ hó suýt chút nữa hại mình biết thế nào là lễ hội. Ép hắn nếu vẫn có ý xấu, cẩn thận cái mạng của con trai khó giữ. Sung Man không phải người dễ ép, nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được cơ hội chống lại Piju. Bu Chon trở thành người được lợi nhất vụ này. Chiêu này của Piju lại khiến cậu ta tiến gần chiếc ghế giám đốc hơn một bước. Ma Hyun cũng có cơ hội làm rõ chân tướng. Hôm em uống rượu say người cõng em về nhà là anh đúng không Piju? Chuyện tới nước này anh ấy không thể phủ nhận. Piju thừa nhận mấy năm nay vẫn luôn yêu thầm đối phương, đến khi Bu Chon xuất hiện mới hoàn toàn từ bỏ. Ma Hyun không tin những lời dối lòng này đã buông bỏ rồi. Tại sao vẫn giữ bức ảnh 20 năm trước của mình? Anh ấy không dám nói ra mình là người tạo ra cuộc gặp gỡ cho hai người, càng không dám nói vì báo thù. Đến khi Ma Hyun nói rằng cô ấy bây giờ vô cùng đau khổ, Piju không thể khống chế cơ thể tiến lại gần cô ấy. Chỉ là hai người đã định sẵn không thể đến bên nhau. Phu nhân lúc này đột nhiên xông vào phòng Piju, cảnh cáo con dâu không được phép gặp riêng anh ấy nữa, đồng thời cũng ngầm ra hiệu bảo Piju hãy giữ khoảng cách. Anh ấy lập tức tỉnh ngộ, kế hoạch báo thù của mình vẫn chưa hoàn thành, nhất định phải nhanh chóng giúp Bu Chon lên chức giám đốc. Nhị thiếu gia đã trở thành vết nhơ của tập đoàn. Theo lý mà nói vị trí này sẽ thuộc về Bu Chon, nhưng không ngờ chủ tịch lại lật lọng cho rằng nhị thiếu gia cũng có quyền cạnh tranh. Công bằng quyết định để hai đứa cháu thể hiện năng lực trong thời gian ngắn. Ai giành được lợi ích cuối cùng sẽ lên chức giám đốc. Bu Chon cũng coi như có tài, trong thời gian ở Mỹ đã bắt đầu nghiên cứu một loại thuốc tránh thai không có tác dụng phụ và thành công có được kết quả kiểm nghiệm lâm sàng. Cậu ta vốn định âm thầm tạo bất ngờ cho chủ tịch, không ngờ Piju sớm đã điều tra ra hạng mục nghiên cứu này, đồng thời bảo cậu ta công khai nhân cơ hội đá bay nhị thiếu gia thuận lợi giành chức giám đốc. Nhưng Bu Chon không chịu, cậu ta có tính toán riêng của mình. Nhưng Piju căn bản không quan tâm, lập tức dặn dò trợ lý công khai khắp các trang mạng về loại thuốc mới này. Chủ tịch nghe bảo mẫu bên cạnh đọc nội dung trên đó, đánh giá cao Bu Chon đã trở thành nhân tài dưới sự giúp đỡ của Piju. Vị trí giám đốc đương nhiên sẽ thuộc về cậu ta. Thông tin Bu Chon sắp lên chức được lan truyền khắp Hàn Quốc. Sung Man vừa bị cắt chức 15 ngày vốn dĩ đã bất mãn, bây giờ ngay cả con trai cũng chẳng ra trò trống gì, ông ta không thể ngồi yên được nữa. Lập tức công khai mối quan hệ của Bu Chon và Seo Won lên mạng, giới truyền thông lập tức bùng nổ. Tin tức này thật sự khiến mẹ của Mo Hyun cảm thấy kinh ngạc. Bà ấy không ngờ con rể hiếu thuận vậy mà lại hãm tài như vậy. Vốn thương con gái phải chịu khổ, nhưng Mo Hyun lại đảm bảo mình có thể xử lý. Sau khi phát hiện tin tức, Piju lập tức thông báo trợ lý theo dõi địa chỉ đăng bài, xác nhận là chuyện tốt, tên Sung Man làm anh lao như tên lửa tới nhà Seo Won. Nhưng cuối cùng vẫn đến muộn một bước. Sung Man sớm đã đợi ở đây, đứa bé cũng trở thành công cụ phản kích, đồng thời đã thuyết phục được Seo Won tổ chức họp báo. Piju nảy ra ý định muốn lập tức cướp người đi, nhưng anh không đoán được tên Sung Man đã chuẩn bị người. Khi phu nhân biết tin việc xấu của con trai bị vạch trần, Piju trở thành người duy nhất có thể giải quyết việc này. Không ngờ Sung Man đã dựa vào mồm mép của mình, thuyết phục Seo Won nói ra chuyện bị phu nhân tấn công. Khi cô ấy sắp ra động, trợ lý đã nhanh chóng xác định được vị trí của họ. Piju không hề do dự, một mình ra tay hạ gục đám bảo vệ trước cửa. Seo Won vốn dĩ rất sợ hãi người đàn ông từng ép mình rất nhiều lần này, nhưng hôm nay Piju không hề làm gì quá đáng mà muốn đưa cô ấy tới một nơi được tự do. Sau khi bình tĩnh lại sẽ quyết định có mở cuộc họp báo hay không. Nói xong anh lập tức đưa cô tới tầng cao nhất của một khách sạn. Seo Won cũng rất đáng thương, cô ấy thừa nhận cuộc sống của mình thật sự quá khó khăn. Mang thai 6 tháng bị vứt bỏ rồi lại bị nhặt lại. Vốn tưởng có thể nhờ vào đứa con trèo lên đỉnh cao danh vọng giống Piju nhưng suýt nữa bay màu. Piju không làm khó cô ấy, cho Seo Won đủ thời gian để suy nghĩ. Chỉ là vừa về tới nhà, Bu Chon cho rằng bạn gái cũ sẽ quyết định khiến cậu ta không yên tâm, thế là tức tốc chạy tới khách sạn tìm Piju, còn dẫn trợ lý đến ôm đứa bé ra ngoài. Cậu ta sợ người phụ nữ này sẽ phá hỏng cơ hội lên chức của mình, thế là trực tiếp lấy ra con dao đã chuẩn bị sẵn. Đối diện với người mình từng yêu, không hề do dự dùng hết sức tương mạnh xuống. May mà con dao đã không đâm đúng chỗ nguy hiểm. Seo Won sao mà ngờ được người mình yêu lại thành ra thế này. Bu Chon cảnh cáo cô, sở dĩ hai người còn qua lại đều là vì tình nghĩa với con trai, nhưng bất cứ thứ gì cản trở sự nghiệp của mình cậu ta sẽ xử lý hết. Seo Won không dám phản kháng, cô cũng hoàn toàn hết tình cạn nghĩa với người đàn ông này. Phu nhân cũng không chịu ngồi yên, trách mắng tài xế nhất định phải nhổ cỏ tận gốc giúp con trai. Chỉ là vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Bu Chon ngồi trong xe khóc không thành tiếng. Ông ta vốn dĩ là bố ruột của cậu ấy, thấy con trai liều mạng vì lợi ích gia tộc tất nhiên sẽ cảm thấy có chút đau lòng. Phu nhân và Piju nhất định phải nghĩ ra kế sách làm thế nào để xử đẹp Seo Won.
Bu-chan khóc đến sưng mắt lúc này cũng đã trở về nhà. Bảo mẹ rằng mình đã thuyết phục Seo-won không mở cuộc họp báo. Nhưng bà ta lại tò mò không biết con trai dùng cách gì. Khi Bu-chan đắc ý lấy ra con dao trong túi áo, Pi-ju lập tức thấy không ổn. Anh đoán chắc Seo-won sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch. Hơn nữa điện thoại cũng không liên lạc được, khi chạy tới khách sạn thì mọi thứ đã muộn. Pi-ju hét tới khản cổ cũng không thấy ai trả lời. Đến khi mở cửa phòng vệ sinh ra mới phát hiện ra hai mẹ con vẫn còn sống. Chỉ là lúc này toàn thân của Seo-won đã vô cùng run rẩy. Pi-ju nhất định phải bảo vệ hai mẹ con họ, không chỉ vì đồng cảm với những gì họ gặp phải, mà cũng vì kế hoạch báo thù của mình. Tin xấu của Bu-chan cuối cùng cũng lắng xuống, chủ tịch liền đưa bảo vật ra truyền cho cậu ta. Đây là món quà kỷ niệm mà thương nhân Trung Quốc tặng ông ấy năm 19 tuổi. Việc này càng khẳng định Bu-chan sẽ lên chức giám đốc. Nhị thiếu gia bên này thảm thật rồi. Chủ tịch biết tin đang công bố chuyện xấu của Bu-chan ra ngoài, thế là trực tiếp tước bỏ tư cách ứng tuyển, còn bảo hắn ta đã bôi cho chát chấu vào bộ mặt của gia tộc. Nhị thiếu gia mặc dù ngu ngốc nhưng bố hắn thì khác hẳn. Sung Man dẫn con trai tới trước mặt chủ tịch cầu xin tha thứ. Đều là con cháu của mình, ông ấy vốn đã mềm lòng. Nhưng Pi-ju nhanh chóng thuyết phục. Dù sao cũng phải làm gương cho hàng chục nghìn nhân viên khác. Sung Man không thể chấp nhận bị người ngoài chỉ trỏ. Chắc chắn sẽ kéo Pi-ju xuống vũng bùn chung với mình. Hiện giờ Pi-ju đang nắm trong tay vận mệnh của gia tộc này. Có điều Bu-chan cũng không ngốc, rõ ràng cậu ta biết thân phận thật sự của Pi-ju. Nhưng dù cho có người cậy miệng cũng không hé răng nửa lời. Cộng thêm lời nhắc từ nhị thiếu gia khiến Bu-chan ngày càng cảnh giác. Anh trai cùng cha khác mẹ sớm muộn gì cũng chiếm mất vị trí giám đốc của mình. Đối với Pi-ju sao anh có thể hài lòng với chức vụ đó? Phòng làm việc báo thù thành lập đến bây giờ vẫn luôn thao túng cổ phiếu của gia tộc. Tuy nhiên không ngờ Bu-chan lại tìm được căn cứ của họ. Hơn nữa còn cố gắng mua trục trợ lý của Pi-ju. Anh ấy biết rõ Bu-chan đã phát hiện ra thân phận thật của mình. Nhất định phải cho cậu ta một bài học. Muốn tuyên bố cuộc hôn nhân giữa Bu-chan và Mo Hyun là do mình sắp xếp. Lần này cậu ta sợ hãi rồi, nhìn Pi-ju như vậy rõ ràng không phải đùa. Còn chưa kịp đợi Bu-chan phản ứng lại, anh ấy đã hẹn gặp Mo Hyun. Không chỉ tắt cuộc gọi cậu ta gọi cho mình mà còn tiện tay giúp Mo Hyun tắt luôn điện thoại. Để cô ấy hiểu rõ mọi chuyện, Pi-ju trực tiếp mở cửa phòng làm việc. Hành động này trực tiếp khiến Mo Hyun sững sờ tại chỗ. Sau khi dặn dò cô ấy chuẩn bị sẵn tâm lý xong, anh bắt đầu mở chiếc máy chiếu đắt tiền lên. Tất cả bức ảnh từ khi còn bé đến bây giờ của Mo Hyun đều xuất hiện trên màn hình. Pi-ju dường như đã âm thầm tham gia vào mọi khoảnh khắc trong cuộc đời cô ấy. Lúc đầu anh theo dõi và chụp ảnh cô cũng chỉ vì muốn tìm hiểu hơn về cô mà thôi. Nhưng cuối cùng lại phát hiện bản thân đã rơi vào lưới tình với cô gái này. Có điều vì lợi ích gia tộc chỉ đành nhẫn nhịn tạo ra cuộc gặp gỡ cho Mo Hyun và Bu-chan. Thế giới của Mo Hyun đã sụp đổ rất nhiều lần, tất cả đều vì người đàn ông trước mắt. Cũng chính là tình đầu mà cô ấy vất vả tìm kiếm bấy lâu. Bây giờ cuộc đời của ba người đều bị anh ta thay đổi. Cú sốc này của cô không chỉ một chiếc ôm mà có thể giải quyết được. Nội tâm hai người đang rất mâu thuẫn, chính vào lúc này Bu-chan cũng tới nơi. Cậu ta gọi cho vợ nhiều lần mà vẫn không bắt máy. Khi hai người đang ở không gian riêng không nghe thấy tiếng, không biết rằng Bu-chan đã tới trước cửa. Đồng thời nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu sau chiếc tủ. Bu-chan tò mò từ từ tiến lại gần chiếc tủ. Khi đang định mở cửa ra bỗng nhiên bị trợ lý ngăn lại. Thân là thiếu gia tài phiệt, Bu-chan muốn dùng tiền nhờ trợ lý giúp đỡ mình. Không ngờ lúc này Mo Hyun lại đi từ trên tầng xuống. Bu-chan vội vàng chạy tới hỏi cô ấy vừa làm gì. Mo Hyun bày ra vẻ mặt vừa vô tội vừa lạnh lùng, khiến Bu-chan đang giận đùng đùng trở tay không kịp. Thấy Pi-ju đi xuống, cậu ta lập tức lao tới để trút giận. Vốn định xả thêm mấy phát nữa nhưng lại bị Mo Hyun ngăn lại, bảo cậu ta mau đưa mình về, hai người chẳng làm gì trong phòng. Nhưng Pi-ju đã nói với Mo Hyun chân tướng sự việc. Cuộc hôn nhân của cô và thiếu gia là do anh ấy cố ý sắp xếp. Bí mật cất giấu 5 năm nay cuối cùng vẫn bị phát hiện. Bu-chan cũng thấy rất áy náy, muốn níu kéo vợ bắt đầu lại từ đầu. Mo Hyun không thể tiếp tục cuộc hôn nhân lợi ích này được nữa. Cô bảo chồng hãy sẵn sàng cho việc ly hôn sắp tới của hai người đi. Còn cô ấy phải đi làm rõ một chuyện. Nghị viên Na đang nằm bất động, rốt cuộc có phải do gia tộc này hại không? Thế là liền mang bản ghi âm Pi-ju đưa cho tới trước mặt chủ tịch. Mặc dù trong đó là cuộc nói chuyện ông ta ép nghị viên làm chuyện dại dột, nhưng căn bản không sợ hãi trách mắng cháu dâu đừng hòng ép mình, nên mang bản ghi âm tới phòng điều tra thì hơn. Mo Hyun cảm thấy kinh ngạc về thái độ kiêu ngạo của ông ta bất lực bị đuổi ra khỏi gia tộc. Trong lúc tức giận, cô ấy cầm điện thoại tới báo cảnh sát. Mặc dù vẫn canh cánh trong lòng về hành động của Pi-ju, nhưng anh ấy vẫn ngăn cản cô. Sở dĩ chủ tịch kiêu ngạo như vậy là vì đã biết tin nghị viên Na vẫn còn sống. Cho dù điều tra nhiều nhất cũng chỉ bị buộc tội ép người đi đến bước đường cùng nhưng không thành. Điều này cũng trở thành lý do khiến cô ấy quyết định tha thứ cho Pi-ju. Mo Hyun tới tìm trợ lý của nghị viên Na. Từ miệng anh ấy biết được bố ruột cũng lợi dụng mình. Lúc đầu cam tâm tình nguyện gả con gái đi để đổi lấy số tiền bầu cử. Mo Hyun không dám tin vì trở thành thị trưởng mà bố không tiếc bán mình cho gia tộc Giang. Vậy có khi nào bố làm chuyện dại dột ấy cũng vì do quá xấu hổ thôi không? Mo Hyun dự định sẽ không tiếp tục báo thù nữa. Cô tới tìm Bu-chan để nói ra toàn bộ sự thật. Vậy thì gia tộc Giang nhất định phải dùng tiền để bù đắp cho cuộc đời bị phá hủy này. Bu-chan chấp nhận bồi thường về vật chất nhưng không thể chấp nhận ly hôn với cô ấy. Hy vọng sau khi tất cả lời nói dối bị vạch trần, hai người có thể bắt đầu lại từ đầu.
Ma Hyun lấy ra đoạn ghi âm của chủ tịch và nghị viên Na. Bu Chon biết được sự thật, cảm thấy sốc tận não, chỉ biết lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Việc đến nước này không còn cơ hội níu giữ cô ấy nữa. Nếu không thể kết thúc hôn nhân theo hiệp ước thì đành theo pháp luật. Ma Hyun muốn sống vì bản thân một lần, theo đuổi cảm xúc thật sự của mình. Cô đã điều tra ra sở dĩ Piju lợi dụng mình chính là để báo thù cho bố mẹ và em trai đã mất. Cô ấy muốn cảm hóa để anh từ bỏ thù hận, hai người cùng cao chạy xa bay. Nhưng con đường báo thù này anh ấy đã đi quá xa rồi. Vì anh đã không thể quay đầu nữa nên tính sẽ sống cô độc đến hết cuộc đời này. Sự ấm áp của tình đầu cũng không thể khiến anh buông bỏ chấp niệm với thù hận. Sự thay đổi của Bu Chon cũng khiến anh ấy phải đẩy nhanh kế hoạch. Đợi tới ngày Piju giúp cậu ta lên làm giám đốc. Sau khi thành công có được quyền quản lý nhân sự, Bu Chon lập tức gọi nhị thiếu gia của gia tộc trở về và giao cho hắn vị trí phó giám đốc. Rõ ràng hai anh em cấu kết với nhau để đối phó với Piju. Anh ấy tìm tới chủ tịch báo cáo ông ta, mặc dù trách mắng Bu Chon dám lạm dụng quyền hành để đưa người bị ông ta phạt về. Nhưng hai anh em biết rõ tất cả đều là trò quỷ của Piju. Bu Chon lập tức gửi thư điều động nhân sự muốn cử Piju tới công ty ở Mỹ làm quản lý. Đã đến lúc anh ấy phải phản kích rồi. Anh đeo lên cổ sợi dây mà bố đã để lại cho mình vào nhiều năm trước. Trong vòng 10 năm qua anh cũng đã thu thập được rất nhiều chứng cứ phạm tội của chủ tịch. Cháu trai ngoài giá thú biến mất 20 năm hôm nay đã xuất hiện. Chủ tịch tận tay mở chiếc dây chuyền độc nhất vô nhị ra. Bức ảnh bên trong khiến ông ta kinh ngạc. Đây không phải chính là con trai và cháu trai đã mất sao? Ông ta quay sang hỏi Piju rằng anh đã lấy ở đâu ra vậy. Tuy nhiên Piju lại chỉnh đốn lại quần áo, chậm rãi đứng dậy. Ông nội, tiếng ông nội này suýt nữa khiến chủ tịch đột quỵ tại chỗ. Piju lấy thân phận cháu trai trưởng của gia tộc cung kính cúi xuống dập đầu chào hỏi ông nội. Chỉ là ông ấy nằm mơ cũng không ngờ luật sư toàn năng ẩn náu trong gia tộc suốt 20 năm. Vậy mà chính là cháu trai ngoài giá thú mà ông ta vứt bỏ năm đó. Hai ông cháu cứ nhìn nhau như vậy nửa tiếng đồng hồ. Chủ tịch mở miệng hỏi ý đồ của Piju, anh ấy bảo thẳng muốn chủ tịch đảm bảo cho mình lấy chút tiền trong ngân hàng lớn nhất Hàn Quốc để mua cổ phiếu của gia tộc. Chủ tịch đương nhiên cho rằng anh ăn nói linh tinh. Bằng chứng phạm tội từ 20 năm nay chính là mục đích mà Piju ẩn giấu thân phận, cậu đang ép tôi sao? Đúng vậy thưa chủ tịch, ông ta lộ rõ vẻ sợ hãi nhưng vẫn cần phải đối chiếu nha. Hôm nay trời còn chưa sáng hai người đã giấu tất cả mọi người tới bệnh viện thuộc về gia tộc để xét nghiệm huyết thống, tránh trường hợp gian lận, còn cầm điện thoại của nhau cho công bằng. Sau khi trải qua 8 tiếng chờ đợi cuối cùng đã có kết quả trùng khớp 99%. Nhận được kết quả xong chủ tịch vẫn khá bình tĩnh, hỏi Piju năm đó làm cách nào để tiếp cận gia tộc này. Một sự cố giao thông bình thường lại gây ra hận thù sâu đậm giữa hai gia đình. Cậu học sinh lái xe là thiếu gia tài phiệt, cậu ta không thể chấp nhận sự ra đi đột ngột của bố. Vì thế đã uống rượu say lái xe người va chạm lại là đại ca xã hội đen. Không có tiền đền nên đã rủ cậu ấy về nhà chơi. Biết được Bu Chon là thiếu gia nhà tài phiệt, họ quyết định đòi một số tiền lớn. Nhưng cậu ta không dám đòi tiền từ gia đình. Nếu như không mang được tiền đến đây thì chỉ còn cách đến gặp Diêm Vương thôi. Tuy nhiên thuộc hạ của tên xã hội đen khá là trượng nghĩa. Bu Chon mấy ngày chưa có gì bỏ bụng bị anh ấy làm cảm động. Nhưng khi cậu ta nói ra tên bố mình, Piju lập tức sững sờ tại chỗ. Người này không phải chính là anh em cùng cha khác mẹ của mình sao? Nhưng suy cho cùng anh vẫn không dám để lộ thân phận của mình. Bởi vì anh chỉ là con ngoài giá thú, nhiều năm trước gia tộc đã nhẫn tâm bỏ rơi anh. Không nhờ có các cụ gánh còng lưng thì anh cũng không sống nổi. Vì thế anh ấy quyết định thả Bu Chon đi. Còn chưa kịp trốn ra ngoài đã bắt gặp đại ca của Piju. Tên đại ca vừa mới tóm Bu Chon lại. Không ngờ cậu ta trực tiếp rút con dao trong áo Piju trao yêu thương cho hắn. Piju không thể ngờ mình lại gặp đúng thằng liều. Cứ như vậy hai người bị đưa vào phòng điều tra. Tên đại ca bị dính trưởng cũng phối hợp làm việc quản gia chỉ chào hỏi đơn giản. Bu Chon đã nhìn thấy hy vọng được ra ngoài. Nhân viên điều tra bảo đại ca chỉ ra hung thủ, không ngờ hắn không do dự chỉ thẳng vào Piju. Có lẽ đây chính là sức mạnh đồng tiền. Cho dù Piju có gào thét kêu oan cũng không ai nghe, cũng vì thế phải chấp nhận 2 năm cải tạo. Người như Piju dĩ nhiên sẽ không chịu khuất phục. Thoát cái đã 20 năm trôi qua, Piju muốn kiểm soát toàn bộ sản nghiệp của gia tộc Giang. Mọi người đều biết hai ông cháu đã đi xét nghiệm ADN. Anh ấy muốn ngày mai trước khi ngân hàng lớn nhất Hàn Quốc mở cửa, có được sự đảm bảo cho khoản vay của chủ tịch. Ông ấy trước giờ ghét con cháu lăng nhăng bên ngoài. Sao có thể giao tâm huyết của mình cho đứa cháu ngoài giá thú? Nhưng ông ta không nhận thức được cũng là do đi lăng nhăng nên mới có Piju hay sao? Những chuyện này Piju cũng đã lường trước được. Qua một thời gian lập tức dặn dò trợ lý, công khai toàn bộ chứng cứ phạm tội của chủ tịch lên mạng. Hai ông cháu nhanh chóng bước vào trận chiến đầu tiên. Chủ tịch đã chi rất nhiều tiền thuê các cao thủ công nghệ thông tin nhằm xóa hết các bài đăng của Piju với tốc độ nhanh như chớp. Chiêu này khiến Piju thua hoàn toàn. Lúc này ông ta cũng gọi điện tới muốn hẹn gặp anh. Cậu chỉ biết đăng mấy bài vớ vẩn đó lên mạng thôi sao? Cháu vẫn còn kế hoạch dự phòng khác thưa chủ tịch. Bài đăng đều bị tôi xóa hết rồi, cậu vẫn còn chiêu gì à? Lấy ra xem nào, Piju tốt nhất là nhanh lên. Vâng thưa chủ tịch, kế hoạch khác sẽ nhanh chóng thực hiện. Piju nhắc chủ tịch đến lúc đó thì đừng có mà hối hận đó nhé. Chủ tịch Danh Ma đoán chắc Piju có giấy tờ phạm tội của mình. Khi trợ lý của Piju phản ứng lại phát hiện đã có người tìm tới đây theo dây mạng. Cậu ấy vội vàng ra ngoài kiểm tra. Vừa chạy tới cầu thang đã bị đối phương cầm búa tấn công đến mức bất tỉnh nhân sự.
mấy tên côn đồ giả làm nhân viên vệ sinh mang mấy chục bao tải trực tiếp xông lên. Trợ lý nằm dưới đất nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Sau đó dùng cách đặc biệt để mở két sắt của họ. Văn kiện được cho vào bao tải rồi nhét đầy một cốp xe. Đúng lúc này Piju cũng quay về, may mà trợ lý vẫn chưa đăng xuất. Mặc dù phòng làm việc đã bị cướp hết, nhưng bọn chúng vẫn ngó lơ chiếc cốc uống nước của anh. Chúng không hề biết rằng dưới đáy chiếc cốc có chứa USB. Cuộc chiến là vậy, phải có người sống người bay màu mới gay cấn được. Trước mặt các nhân viên nội bộ đều thể hiện không có chuyện gì. Lần này chủ tịch đã tính thiếu một bước khi cuộc họp kết thúc, chủ tịch vừa bước ra khỏi cửa đã bị vô số phóng viên chạy đến vây quanh. Chủ tịch đứng đầu tập đoàn quyền lực nhất Hàn Quốc dính vào vô số tội danh. Truyền thông toàn quốc đang bùng nổ, rõ ràng Piju sớm đã chuẩn bị mọi kế hoạch. Chủ tịch vừa về tới nhà lập tức nhận được thư mời điều tra. Không chỉ vậy, lần này không một nhân vật nào dám đứng ra bảo vệ ông ta. Piju mặc dù mất đi phòng làm việc nhưng may mà trợ lý không có gì đáng ngại. Dù sao thì hai người cũng là anh em chí cốt. Trợ lý dù có muốn đăng xuất nhưng trước mắt cũng phải giúp anh báo thù cái đã. Hai ông cháu lại gặp mặt, riêng chủ tịch rõ ràng không còn thái độ kiêu ngạo lúc trước. Lập tức gọi điện cho trưởng ngân hàng muốn bảo đảm cho Piju. Trước khi lấy đủ số tiền sẽ nhanh chóng giúp Bu Chon lên vị trí chủ tịch. Mục đích của anh ấy rất đơn giản, Bu Chon vốn dĩ không phải cháu ruột của chủ tịch. Đợi đến khi cậu ta lên chức sẽ công bố thân phận với truyền thông. Số cổ phần trong tay Piju cộng thêm là cháu trai trưởng. Việc anh có thể cai quản được tập đoàn này cũng chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi. Hai mẹ con hoàn toàn không biết mục đích cuối cùng của Piju. Mục đích duy nhất của bà Mizan bây giờ là làm sao cho Bu Chon lên làm chủ tịch. Nhưng để tránh thân phận bị bại lộ chắc chắn phải đuổi tài xế đi. Người tài xế che giấu thân phận hơn 20 năm nay. Bu Chon còn chưa biết người cha ruột này. Thế mà ông đã bị lên kế hoạch cho đăng xuất khỏi trái đất. Bu Chon lúc này cũng đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Dưới sự giúp đỡ của Piju, cậu ta thành công lên chức chủ tịch tập đoàn. Chủ tịch đến lúc này vẫn chưa biết Bu Chon không phải cháu ruột của mình. Cậu chính là kết quả của tình yêu của con dâu ông và anh tài xế. Vào một tiếng trước, phu nhân sợ thân phận bị bại lộ. Bà ta yêu cầu anh tài xế hãy nhanh chóng rời khỏi Hàn Quốc đi thì hơn. Trước khi đi bà ta còn đưa cho ông một bình thuốc chứa thuốc lạ. Đợi đến khi anh tài xế rời đi, bà Mizan mới dám thể hiện cảm xúc thật của mình. Dù sao thì ông ấy cũng là bố đẻ của con trai mình. Khi tài xế ra tới cảng muốn gửi tin nhắn cho Bu Chon công khai thân phận của mình, nhưng do dự một lúc vẫn là bỏ điện thoại xuống. Chính vào lúc này ở đây bỗng xuất hiện hai vị khách không mời mà tới. Đến bây giờ tài xế mới hiểu ra ý đồ của phu nhân. Bình nước ấm vừa nãy chính là để tiễn ông ấy lên đường. Không uống cũng phải uống, ít nhất cũng nhẹ nhàng hơn bị dao bêm. Chỉ là thuốc độc trong nước quá mạnh. Tin nhắn định gửi cho Bu Chon vẫn chưa kịp gửi đi thì người đã đi trước. Sau khi nhậm chức, Bu Chon cũng nhận được cuộc gọi đầu tiên. Cậu ta không biết tài xế đã mất là bố ruột, chỉ buồn bã vì đã mất đi một người luôn quan tâm đến mình. Khi Piju tới nơi để lo hậu sự, phát hiện ông ấy chỉ để lại một tờ di chúc. Anh cũng đoán chắc là do phu nhân làm. Vậy thì nhất định phải công khai bí mật bà ta giấu kín 20 năm nay thôi. Piju sớm đã đổi chiếc bút mà Mizan hay dùng để ký tên. Anh ghi lại cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ rồi sau đó đưa cho ông nội. Ông nội trong phòng riêng từ từ thưởng thức món quà này. Mẹ à, con biết mình có hai người bố, một người là phó chủ tịch quá cố, người còn lại không biết là ai. Lời này trực tiếp khiến ông nội ngơ ngác. Chức vị chủ tịch tập đoàn vậy mà lại truyền cho người ngoài. Piju lúc này tương đối đắc ý, thành công khiến lão cáo già rơi vào đau khổ tột cùng. Tiếp theo sẽ đến lượt mẹ kế phải nếm trái đắng. Phu nhân đã từng hứa sẽ thưởng cho Piju khi Bu Chon lên chức, nhưng trước lúc đó anh ấy có một món quà bất ngờ hơn. Piju chậm rãi ghé sách tai bà ta nói rằng mình chính là đứa bé bị vứt bỏ 20 năm trước. Phu nhân tưởng Piju uống say rồi cho đến khi anh ấy nói ra tên mẹ ruột của mình. Bà ta lúc này cũng đã nhận ra rồi. Nhưng cậu đã sống sót bằng cách nào được nhỉ? Mizan chê Piju nhẫn tâm hủy hoại cuộc sống của người thân chỉ để trả thù. Câu nói này hoàn toàn chọc giận Piju. Anh muốn để bà ta trải nghiệm cảm giác nghẹt thở giống em trai mình năm đó. Phu nhân muốn đăng xuất cũng không được. Đối với Piju, sự đau khổ của bà ta chỉ vừa mới bắt đầu. Tiếp theo anh muốn bà ấy thuyết phục Bu Chon nhường chức chủ tịch cho mình, đồng thời giao nộp toàn bộ cổ phần và rời khỏi Hàn Quốc. Nhưng phu nhân đột nhiên đắc ý, vụ án năm đó đã quá kỳ hạn để truy tố. Nhưng việc bà làm với Seo Won và cả anh tài xế là chuyện mới tinh. Nếu Bu Chon biết bố ruột mình qua đời là do mẹ ruột, liệu cậu ấy sẽ ra sao đây? Phu nhân hoàn toàn sụp đổ trước những lời đe dọa của Piju, vội vàng quỳ xuống cầu xin anh ấy tha thứ cho mình. Nhưng Piju có mối thù sâu nặng như vậy sao có thể tha cho bà ta được? Anh cho bà ta 3 ngày để đáp ứng mọi điều kiện mình đề ra. Bu Chon lúc này vẫn chưa biết gì cả, cậu ta và Piju lớn lên cùng nhau. Mặc dù suốt ngày bị điều khiển nhưng Piju không muốn đối đầu với cậu ấy. Phu nhân nói cho Bu Chon biết thân phận của Piju. Thật ra cậu ấy sớm đã biết sự thật nhưng lại cố ý giấu mẹ. Bu Chon sợ rằng mẹ mình không thể chịu nổi được đả kích lớn này. Nhưng phu nhân lại nói rằng Piju chẳng qua là con chó chúng ta nuôi. Nếu như nó thay đổi thì sẽ ảnh hưởng thế nào tới chủ nhân, con đừng có đùa nữa. Con luôn cảm thấy hình như anh ấy có thù hận gì đó với chúng ta. Mizan bảo mình cũng không biết vì sao. Bà ấy muốn Bu Chon mãi mãi không biết chuyện quá khứ. Thế là lập tức tới tìm Sung Man nói ra thân phận của Piju. Ông ta đã chịu đựng đủ sự ngang tàng của Mizan, thường xuyên nghe theo kế hoạch của Piju đối phó với mình, nhưng vẫn đồng ý với chị dâu đuổi người ngoài đi giành lại sản nghiệp của gia tộc.
Phu nhân mặc dù nhìn thấy hy vọng có điều Sung Man vừa quay người đã lập tức trở mặt, nhanh chóng đối chiếu DNA của Buchon và con trai mình, xác nhận chủ tịch tập đoàn không phải người nhà họ Giang. Đoán chắc ông nội cũng đã biết thân phận của hai đứa cháu ngoài giá thú. Ông ta và Sung Man phải bảo vệ dòng máu thuần khiết của mình. Cứ như vậy lại có thêm một người đối đầu với Piju và Buchon. Ông nội đột nhiên đối xử tốt với gia đình Sung Man. Điều này cũng khiến phu nhân tỉnh ngộ. Bà ta biết Sung Man đã lên kế hoạch khác, bản thân bị tất cả người trong gia tộc cô lập. Mizan đến tìm Piju đầu hàng, hứa rằng sẽ cố gắng thuyết phục Buchon từ bỏ vị trí chủ tịch. Chỉ cần anh cho hai mẹ con một chút cổ phần là được. Nhưng Piju không đồng ý, đừng nói là cổ phần, ngay cả cái bánh xe cũng không để lại. Phu nhân ngày càng thảm bởi vì ngay cả con trai cũng bắt đầu ghét bà ta. Từ miệng Mo Hyun biết được nhiều năm trước Piju đã mất đi em trai. Lúc này Buchon mới hoàn toàn hiểu ra Piju ngay từ đầu tiếp cận mình là có mục đích. Đoán chắc người hại bay màu em trai anh ấy chính là mẹ. Điều khiến cậu ta càng áy náy, chính là người vợ mình kết hôn 5 năm nay vậy mà lại là tình đầu của Piju. Thế là muốn tới tìm anh ấy nói chuyện. Nhưng đúng lúc nhận được tin nhắn hẹn gặp, Buchon nhanh chóng lái xe tới địa điểm gặp mặt. Đáng buồn là tin nhắn này không phải do Piju gửi. Anh ấy lúc này đang nắm trong tay một đống bằng chứng của ông nội, muốn ép ông ta giao chức chủ tịch cho mình. Buchon bên này toang hẳn rồi. Vừa bước vào phòng làm việc ngày trước của Piju đã không thể ra nữa. Piju thoáng cảm thấy không ổn, vội bảo trợ lý điều tra lộ trình di chuyển của Buchon. Khi anh ấy tới trước cửa phòng phát hiện bên trong đang cháy lớn, không kịp gọi cứu hỏa chỉ đành một mình lao vào biển lửa. May mà Buchon vẫn còn sống, chỉ là bị ngạt khói nặng, ít nhất phải cần thêm một thời gian nữa mới có thể khôi phục được ý thức. Phu nhân Mizan đoán chắc đây là trò quỷ của ông nội. Chính vào lúc này trợ lý lại gọi điện cho Piju, đã điều tra ra người phóng hỏa là do ông nội sắp xếp, khuyên anh mau rời khỏi gia tộc từ bỏ kế hoạch báo thù. Dù sao ông già đó cũng không phải dạng vừa. Nhưng Piju không chịu muốn vạch trần âm mưu một mũi tên trúng hai đích trước mặt ông nội, để ông ta cắt chức Buchon nhường vị trí đó lại cho mình. Ông nội đương nhiên không đồng ý. Đứa con ngoài giá thú như ngươi mà muốn làm chủ tịch sao? Piju thẳng thắn đáp, tôi không có thời gian để nhiều lời với ngài. Ngoài những tội danh của ngài chủ tịch lúc trước ra, tôi sẽ ghi cho ông thêm tội cố ý tiêu hủy cháu trai nhưng bất thành của ông vào danh sách đó nữa. Còn ngài muốn quyết định như thế nào thì tùy ngài. Chủ tịch Giang vừa bị Piju ép thì gặp thêm một kiếp nạn khác. Con trai và cháu trai bên này cũng đang tính kế để chiếm đoạt tài sản của ông ta. Nếu ông nội dám nhường chức chủ tịch cho Piju, vậy thì bọn họ sẽ lấy thêm cổ phần của phu nhân để đối phó. Một khi có người lên chức thì ông ta sẽ chỉ còn là bù nhìn. Đến ngày mở cuộc họp nội bộ, khi thư ký chuẩn bị tuyên bố quyết định của chủ tịch, lại bị phu nhân phản đối kịch liệt. Dù sao con trai vừa nhậm chức chỉ mới hôn mê tạm thời. Để công bằng, Piju đề nghị chọn ra một người đồng hành với chủ tịch, quyền lợi sẽ giống nhau. Điều này nhận được sự đồng ý từ mọi người. Vậy thì người được chọn chỉ còn lại Piju và con trai Sung Man. Sung Man dĩ nhiên là vô cùng tự tin với điều này, trực tiếp tìm tới phu nhân muốn góp cổ phần để đối phó với Piju. Nhưng bọn họ đã xem thường người đàn ông bị hận thù che mờ lý trí này rồi. Thư ký quyết định hai ứng cử viên phải có số cổ phần bằng nhau. Phu nhân sớm đã giao cho Piju một nửa cổ phần của mình. Piju nhắc nhở mình vẫn còn phần mà chủ tịch từng giúp đỡ khoản vay để mua. Điều này khiến mọi người lo lắng. Ông nội biết rõ mình bị tính kế nhưng lực bất tòng tâm. Phu nhân càng hối hận hơn, vốn dĩ chức chủ tịch định sẵn sẽ thuộc về anh ta. Không ngờ lúc này Buchon đột nhiên tỉnh lại, đồng thời muốn gặp mặt Piju. Hai người đàn ông cùng tuổi nhìn nhau chằm chằm. Buchon có thể chủ động nhường chức chủ tịch đó cho Piju, chỉ hy vọng anh tha thứ cho mẹ mình. Nhưng Piju không cao thượng như vậy, nói rằng mình muốn nhìn thấy mẹ kế và ông nội cùng rơi xuống vực thẳm. Điều này khiến Buchon cảm thấy bất lực. Tại sao không để tôi đăng xuất luôn đi, cứu tôi làm gì? Tôi không hề muốn cứu cậu, đừng tự mình đa tình. Nếu như cậu có mệnh hệ gì, người gánh hậu quả sẽ là tôi đó. Rõ ràng Piju không còn là con chó nghe lời người nhà họ Giang nữa. Anh ấy nhất định phải có được chức chủ tịch, để loại bỏ đối thủ, trực tiếp công khai việc trốn thuế của Sung Man với công chúng. Sung Man không thể chối cãi, chỉ đành chấp nhận đi bụi một năm. Người ông nội tin tưởng nhất cũng vào bóc lịch. Biết rõ đây là việc tốt mà đứa cháu ngoài giá thú gây ra nhưng không thể làm gì được. Piju trở thành người được chọn duy nhất, bọn họ chỉ có thể tán thành hoặc phản đối. Buổi họp cổ đông nhanh chóng được tiến hành, trợ lý vốn dĩ cũng là cổ đông, nhưng mục đích cậu ấy tới đây lại là để giúp Piju thăm dò số phiếu bầu. Tất cả người trong gia tộc đều phản đối, cuối cùng chỉ có 40% tán thành, 47% phản đối. Kết quả này rõ ràng khiến Piju cảm thấy bực bội, anh lập tức tìm ông nội tính sổ. Xin chủ tịch hãy cho tôi phiếu bầu của ngài. Cậu nghĩ nhiều rồi, ông ta nằm mơ cũng không ngờ. Số cổ phiếu ông ấy dùng tài khoản giả để mua đã bị Piju điều tra ra. Nếu không bỏ phiếu tán thành, anh sẽ trực tiếp công khai việc ông ta làm tổn hại lợi ích của các cổ đông khác. Ông nội chỉ đành gọi thư ký đến bỏ phiếu ủng hộ Piju. Cứ như vậy chức vụ chủ tịch tập đoàn cuối cùng cũng rơi vào tay anh. Nhưng Piju chưa dừng lại mà tiếp tục nghiên cứu phương thức quản lý doanh nghiệp tiên tiến, muốn đá hết đống người trong gia tộc ra khỏi tập đoàn. Sau khi Piju lên chức chủ tịch, ông nội cuối cùng cũng nhìn rõ sự lợi hại của anh ấy. Piju đã khống chế toàn bộ sản nghiệp của gia tộc, nhưng ông ta phải trừ khử nghị viên Na bảo toàn cho mình. Dù sao ông ấy đang nắm trong tay cái thóp của cả gia tộc. Dù đã cố gắng nhưng cuối cùng kế hoạch cũng đã thất bại.
ông nội dần chấp nhận đứa cháu trước mặt có tính cách giảo hoạt như mình. Bảo Pi Du đọc bức di thư người mẹ để lại cho anh ấy. Trong đó từng câu từng chữ đều khuyên con trai buông bỏ hận thù, sống một cách vui vẻ. Ông nội cũng ngầm nhắc Pi Du hãy quên đi quá khứ, quản lý thật tốt sản nghiệp của gia tộc, nhưng tất cả đã quá muộn. Nghị viên sau khi tỉnh lại đột nhiên đăng một đoạn video lên mạng, muốn công khai toàn bộ bí mật của gia tộc Giang. Cả Hàn Quốc xôn xao bàn tán việc này cũng đẩy nhanh sự sụp đổ của gia tộc. Hãy xem phản ứng của Pi Du trước. Biết rõ trong tay nghị viên Na có đoạn ghi âm đe dọa mình, nhưng vẫn khuyên ông ấy công bố. Mo Hyun cuối cùng cũng hiểu Pi Du đã chuẩn bị sẵn tâm lý mất cả chỉ lẫn trải. Còn Bu Chon bên này, cậu ta không thể ngờ được bố vợ của mình vẫn còn sống. Nực cười là lúc đầu còn khóc hết nước mắt trước quan tài ông ấy. Pi Du nói thẳng cậu ta là người duy nhất không biết sự thật. Bu Chon cuối cùng cũng nhận ra sự ngu dốt của mình. Từ trước tới nay giống như chúa hề trong cái gia tộc này. Thế là quyết định trả lại bảo vật gia truyền cho ông nội. Từ giờ không còn tham gia vào cuộc chiến tranh tranh chấp quyền lợi nữa. Bu Chon tới tìm Seo-won nói ra nỗi khổ trong lòng. Seo-won sớm đã xem tin tức trên TV, cảm thấy may mắn vì mình là người ngoài cuộc. Nhưng Bu Chon vẫn cảm thấy hổ thẹn, hy vọng đứa bé tiếp tục mang họ của cô ấy. Sau khi bán cổ phần sẽ chia cho hai mẹ con một ít. Chỉ là tình cảm của họ đã không thể quay về như lúc xưa nữa. Sau khi nộp phạt xong, Sung Man cuối cùng cũng được thả tự do. Để tự bảo vệ mình, ông nội hy vọng hắn ta gánh hộ mình mọi tội danh. Dù sao ông ta cũng không thể dành cả tuổi già trong tù. Sung Man vừa được ra ngoài đương nhiên không chịu vào tiếp. Hắn ta muốn phản kháng tới cùng, thế là tới tìm phu nhân mong hợp tác. Nhưng bà ấy đã có tính toán riêng của mình và không muốn chung thuyền với Sung Man nữa. Hắn ta bất lực chỉ đành phát tài xế đã theo mình 20 năm tới tìm nghị viên diệt khẩu. Chỉ là tên này vừa cắm dao xuống liền cảm thấy toang rồi. Pi Du biết trước người của gia tộc sẽ ra tay tiếp, vì vậy đã chờ ở đây từ sớm. Sung Man nói rằng mình làm vậy là để bảo vệ con trai, bởi vì lúc trước nhị thiếu gia đã từng xúi nghị viên làm chuyện dại dột. Pi Du lại nắm được cái thóp của Sung Man lần nữa. Anh sớm muộn cũng sẽ giao nó cho điều tra viên, nhưng không phải bây giờ. Lần phản kháng của Sung Man coi như thất bại. Tiếp theo đến lượt phu nhân lên sàn. Bu Chon hy vọng mẹ và mình bán hết cổ phần, sau đó tới Thượng Hải mua một căn nhà yên ổn sống nốt quãng đời còn lại. Nếu nhàm chán quá thì có thể tìm việc làm nhân viên. Nhưng phu nhân dĩ nhiên là không cam tâm. Có cơ hội đứng ở đỉnh cao thì việc gì phải chui xuống đáy xã hội. Nếu có xuống thì cũng phải lôi Pi Du xuống chung với mình. Nhân vụ việc của nghị viên đang rầm rộ, bà ta liền công khai thân phận của Pi Du với mọi người, nói anh ấy lên chức chủ tịch nhờ mưu hành kế bẩn. Vừa công bố xong, cổ phiếu của tập đoàn lập tức giảm mạnh. Pi Du ném ra con át chủ bài bảo trợ lý giao nộp. Chứng cứ phu nhân Mizan dồn anh tài xế vào bước đường cùng. Bà ta vừa về tới nhà đã nhận được điện thoại của cảnh sát. Không ngờ lại bị Bu Chon vừa về tới nghe máy. Biết tin người tài xế vẫn luôn quan tâm mình bị mẹ ra tay tàn độc, cậu ta gần như gục ngã. Phu nhân lúc này cũng tắm xong và đi ra ngoài. Nhìn thấy lời nhắn Bu Chon để lại, đoán chắc con trai đã biết chuyện mình khiến tài xế qua đời. Điều tra viên dặn bà ta ngoan ngoãn ở nhà đợi bọn họ tới đón. Phu nhân biết mình không thể phản kháng được nữa. Sau khi trang điểm xinh đẹp, bà ta âm thầm bỏ thuốc lạ vào ly rượu vang, mời Pi Du tới tâm sự đêm khuya, dù sao cũng sống cùng nhau 20 năm. Pi Du đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu cuối cùng của mẹ kế. Chỉ là anh hoàn toàn không biết liều lượng độc tố trong ly rượu cực mạnh. Pi Du không nghĩ nhiều mà trực tiếp uống cạn nó. Chúng ta cùng vào quan tài rời khỏi gia tộc đi, chúng ta đều uống rượu độc rồi. Vào giây phút cuối, Pi Du ngẩng mặt lên hỏi diễn xuất của tôi không tồi phải không? Phu nhân không ngờ người đàn ông này có khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh như vậy. Hóa ra trước khi Pi Du vào phòng đã bị trợ lý của bà ta ngăn lại. Bảo mẫu phát hiện Mizan đang tìm kiếm lọ thuốc màu đen. Trợ lý đoán chắc đó là thuốc độc, thế là gọi bảo mẫu ném lọ thuốc vào túi. Người Hàn Quốc có lẽ sợ hãi nhất giới tài phiệt. Bọn họ có thể tùy ý mua chuộc người khác với giá cao. Phu nhân bên này đã hoàn toàn thua cuộc. Nhưng Pi Du sẽ không để bà ta kết thúc cuộc đời một cách dễ dàng như vậy, mà muốn đích thân tống bà ấy vào tù sống phần đời còn lại trong đó. Vốn định sỉ nhục phu nhân một hồi sau đó rời đi, không ngờ Bu Chon không biết từ đâu bỗng nhiên cầm súng đùng đùng xông vào. Pi Du đoán chắc cậu ta không dám bóp cò, nhưng người đàn ông này vì để bảo vệ mẹ đã trực tiếp ra tay. Phu nhân muốn uống thuốc độc để thoát khỏi sự báo thù. Pi Du và Bu Chon cuối cùng vẫn ngăn bà ấy tìm tử thần. Trước khi tới phòng điều tra còn dặn dò trợ lý quán xuyến việc nhà bà ấy sẽ nhanh chóng ra ngoài. Nhưng cô ấy lại bảo rằng mình sẽ chỉ làm đến ngày hôm nay thôi. Phu nhân lúc này mới hiểu hóa ra người của mình đã bị Pi Du mua chuộc. Tội của bà ta quá nặng, ai cũng biết rằng không thể ra ngoài được nữa. Pi Du cuối cùng cũng được như mong muốn. Khi nhìn lại tấm ảnh gia đình hạnh phúc, Pi Du bật khóc nức nở. Vì để báo thù anh đã quên đi bản thân, thậm chí đời này còn chưa từng yêu đương với ai. Nhưng anh ấy không hối hận, chính vì thù hận khiến Pi Du càng xuất sắc hơn, khiến ông nội phải xóa bỏ quan niệm cha truyền con nối. Anh bí mật đầu tư vào các tập đoàn dược phẩm để tham gia nghiên cứu. Ông nội mặc dù không thể chấp nhận mô hình quản lý tiên tiến, nhưng hiện giờ chỉ có duy nhất Pi Du có thể dẫn dắt tập đoàn phát triển. Trong buổi họp nội bộ, Pi Du yêu cầu các giám đốc điều hành cấp cao áp dụng hệ thống quản lý cải cách. Trong đó công ty sẽ chọn người dẫn dắt dựa trên năng lực, loại bỏ cách gọi khó nghe như hội trưởng. Chế độ mới nhận sự phản đối kịch liệt từ Sung Man. Ông nội cũng đề nghị giao toàn quyền quyết định cho cổ đông. Vậy thì hệ thống mới này chẳng ai quan tâm.
Cuộc họp vừa kết thúc, ông nội bước ra ngoài đã bị người đàn ông đứng trước cổng chờ sẵn. Bố ơi, là con đây, con là Sang-ju đây. Ông nội chưa từng thừa nhận sự tồn tại của đứa con trai này, bây giờ càng không quan tâm. Nhưng hắn ta không phục, tại sao cùng là con riêng? Dựa vào cái gì mà Pi-ju có thể ở lại gia tộc hưởng vinh hoa phú quý? Đương nhiên là người ta dựa vào năng lực rồi anh trai. Pi-ju bảo hắn cố gắng thêm chút nữa. Vốn dĩ lúc trước đã đưa tiền cho hắn, không ngờ tên này vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Ông nội vừa về đến nhà, TV đã chiếu đoạn tin tức. Chủ tịch chi 4.000 tỷ won giúp đỡ các công ty dược phẩm, còn quyên góp 500 tỷ won cho hoạt động xã hội. Ông nội biết ngay đây là việc tốt mà Pi-ju làm. Trách mắng anh ấy dám lấy tiền của mình đi làm từ thiện. Nhưng Pi-ju lại bảo đây là bước đầu tiên của cải cách. Điều này khiến ông nội giận tới mức ngất xỉu. Sau khi vào viện, bác sĩ thông báo ông ấy đã mất khả năng nói chuyện. Bảo mẫu bên cạnh trước giờ chưa từng được chú ý mới là người lương thiện nhất. Đến lúc này vẫn không rời ông ấy nửa bước. Nghị viên Na biết tin chủ tịch bệnh nặng đúng là đời người khó đoán. Phải đi qua quỷ môn quan một lần người ta mới buông bỏ tham vọng. Nghị viên quyết định không mở họp báo công khai bí mật gia tộc nữa mà lựa chọn đi đầu thú. Ông ấy cuối cùng cũng nói với con gái câu xin lỗi. Chỉ là cuộc đời bị hủy hoại của Mo Hyun sẽ không thể lấy lại nữa. Hai mẹ con cũng tha thứ cho người đàn ông từng bị danh vọng làm mờ mắt. Nghị viên mặc dù không công khai tội danh của gia tộc, nhưng Pi-ju cũng không tránh khỏi bị truy tố. Anh đưa bằng chứng phạm tội của tất cả thành viên cho Mo Hyun. Cô ấy biết rõ Pi-ju muốn người của gia tộc đó toang cùng mình. Thế là lập tức mang tới phòng điều tra, tố cáo hành vi phạm tội của gia tộc Giang với cảnh sát. Làm vậy không chỉ giúp bố có thể sớm ra ngoài, Pi-ju cũng có thể được giảm tội vì cung cấp chứng cứ. Mo Hyun quyết định từ bỏ công việc ở tổ chức phúc lợi, nhưng Pi-ju lại hy vọng cô ấy tiếp tục ở lại đây tiếp quản vận hành hợp lý quỹ của gia tộc. Mo Hyun biết nỗi khổ của anh ấy. Năm đó Pi-ju tiếp tay cung cấp tiền bầu cử cho nghị viên, sớm muộn gì cũng toang. Pi-ju trước giờ luôn cảm thấy áy náy vì báo thù đã hủy hoại cuộc đời của Mo Hyun, nhưng anh đã cứu rất nhiều người. Trong lòng Mo Hyun sớm đã tha thứ cho anh ấy, chỉ là chuyện đến nước này bọn họ không thể nào ở bên nhau được nữa. Mặc dù có chút không nỡ nhưng cái nắm tay níu kéo lại khiến cả hai cực kỳ ngượng ngùng. Tức ngày nhận phán quyết, Pi-ju và Bu Chon cùng nhau tới thăm phu nhân. Bà ấy gầy đi rồi cũng phát điên luôn. Trong lúc mơ hồ bỗng nhìn Pi-ju thành người chồng của mình hồi trẻ. Những phát ngôn điên cuồng của bà ta vô tình vạch trần sự thật. Năm đó phu nhân đã tự tay tiễn chồng mình. Điều này khiến Bu Chon hoàn toàn kinh ngạc, việc đã tới nước này Pi-ju cũng bất lực. Hai người đàn ông cùng nhau lớn lên đều đáng thương. Bu Chon đến bây giờ vẫn không biết bố ruột của mình là ai. Để giúp cậu ta bớt đau khổ, Pi-ju cũng không tiết lộ sự thật nữa. Bu Chon muốn rời khỏi gia tộc này hoàn toàn. Hai người giao kèo sau này gặp lại sẽ coi nhau như người lạ. Ngày sụp đổ của gia tộc tài phiệt cuối cùng cũng tới. Một tiếng búa gõ xuống, Pi-ju 3 năm tù, ông nội 7 năm, Sung Man 7 năm, nhị thiếu gia 2 năm. Lần này Pi-ju đã được quang minh chính đại, không còn phải ngồi tù thay Bu Chon nữa. Chớp mắt 3 năm đã trôi qua, Pi-ju vẫn giữ nguyên khuôn mặt không tuổi ấy. Khi quay trở lại tập đoàn, hội trưởng đã sắp xếp công ty một cách có trật tự. May mà có sự ủng hộ của Mo Hyun. Pi-ju cảm thấy được an ủi, xa cách nhiều năm hai người cũng không còn rung động như trước. Chỉ là Pi-ju quyết định không làm chủ tịch tập đoàn nữa. Trước khi đi muốn lên tầng thượng để xem. Anh ấy có một người không thể buông bỏ được, đó chính là trợ lý. May mà cậu ta sớm đã rửa tay gác kiếm. Sau khi rời đi không còn động tay vào những việc của hacker nữa. Đối với Pi-ju mà nói đây là kết cục vô cùng hoàn mỹ. Không ngờ lúc này con trai ngoài giá thú của ông nội lại xông tới. Hắn ta tấn công liên tục vào Pi-ju. Chính vào giây phút tận cùng của nỗi nhớ này, Mo Hyun đã tới cứu anh. Vậy mà một năm nữa cũng đã trôi qua. Pi-ju lúc này đang ở quê ở ẩn thì nhận được một bức thư. Mo Hyun đã mở cho mình một công ty và mời anh tới làm. Pi-ju lấy đây làm cơ hội làm lại cuộc đời của mình. Anh từ bỏ quá khứ không mấy tốt đẹp kia rồi tới gặp Mo Hyun. Đến công ty ứng tuyển với diện mạo hoàn toàn mới. Sau bao nhiêu năm, Pi-ju cũng đã có thể đường đường chính chính sống với thân phận thật. Anh là một người thông minh tài giỏi. Chỉ là vừa phỏng vấn xong, Bu Chon cũng quay lại. Công ty vô tình lướt qua mặt anh, xa cách nhiều năm hai người không chào hỏi đối phương. Hai người đã có một giao kèo, nếu như gặp lại thì hãy cứ coi nhau như người xa lạ mà sống. Mo Hyun bước vào cũng phát hiện ra bóng dáng của họ. Cái kết như này đúng là có hậu, người muốn làm lại cuộc đời sẽ không bao giờ bị triệt đường sống. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.